để sau thầy hướng dẫn cho các bạn. Đấy. Có những cái vấn đề thì mình cần học kỹ lý thuyết, mình áp dụng lý thuyết, nhưng có những cái ấy thì thầy lại dùng ví dụ minh họa để thầy giảng cho các bạn luôn. Đấy, học lý thuyết theo kiểu đó thì nó cũng đỡ bị chán, tức là thầy luôn luôn có sự so le đảo lại, thì không phải là cứ học theo một phương pháp một kiểu thì rất dễ là nhàm chán. Thầy luôn luân phiên các phương pháp cho các bạn. Đấy, được chưa? Rất nhiều. Đây là dạng số 5. Đấy, quãng đường và cực trị quãng đường là cái dạng mà rất nhiều bạn la, rất nhiều bạn ngại, đúng không? Đấy, ok chưa? Rồi bài tập tự luyện. Đấy, rất đầy đủ, đúng không ạ? Nào, còn dạng gì nữa không? Dạng số 6, viết phương trình và đồ thị, đúng không? Nhiều bạn tò mò thích cái dạng này lắm. Dạng này là cái dạng mà hay gặp trong các bài thi của các bạn. Ok chưa? Đấy, phán lúc nào các thầy không nói. Cái gì vậy ạ? À? Phán đoàn. Phán người yêu à? Cái dạng số 6 này đọc đồ thị là có cả cái thuật Casio hướng dẫn các cái bấm máy, đúng không? Đây, Casio. Đấy, một trong các kỹ thuật mà thầy đã từng live bên ngoài cho các bạn. Được chưa nào? Đấy, đương nhiên là đây thầy đang dùng đến máy 570VN Plus, còn bạn nào mà dùng máy 580 thầy cũng hướng dẫn thêm, không vấn đề gì hết. Đây là thầy chưa cập nhật vào. Ok chưa? Đấy, rồi cũng có bài tập, đúng không? Được chưa? Và phần tiếp theo là phần đồ thị. Được chưa các bạn? Đấy là nội dung của cái chuyên đề 1 này mà thầy live bên ngoài fanpage bên ngoài cho tất cả các bạn chung và bạn live VIP. Nên đây là cơ hội duy nhất trong tuần này, chúng ta hãy cùng thầy nhiệt tình, được chưa? Cùng thầy chinh phục tốt cái chuyên đề này. Các bạn có đồng ý không? Các bạn sẵn sàng trong tuần này với thầy, chỉ duy nhất tuần này, cùng thầy công phá và chinh phục toàn bộ chuyên đề 1 này, các bạn đồng ý không? Loa bị dè à? Kiểm tra lại giúp thầy xem nào. Các bạn sẵn sàng với thầy chưa? Sẵn sàng thì thả tim đi, thả tim đi, rồi chấm với thầy xem điểm danh luôn nhá. Đấy, đây nhiều lắm các bạn ạ, được chưa? Nên đâm ra là các bạn phải thực sự nhiệt tình chăm học thì thầy mới có thể hướng dẫn hết được toàn bộ chỗ này, được chưa? Và đương nhiên là khi các bạn đã thành thạo ở chỗ này rồi thì các bạn học lý về sau rất chi là nhàn, được chưa? Rất chi là nhẹ nhàng luôn, không có sợ hãi gì hết đó, được chưa? Đúng không? Toàn những câu mới cả, đúng không các bạn? Được chưa? Đồ thị rất là nhiều, được chưa? Là thậm chí là những câu độc quyền của thầy Vượng. Cứ có chữ TBK là những câu độc quyền mới nhất mà thầy mới đưa cho các bạn. Được chưa? Không thể thả tim à? Thả tim đây xem nào, thả tim đi. Khả thi bây giờ học lại từ đầu nhá. Bạn khả thi là bạn đã thành viên lớp VIP đấy. Phúc Lê ông cũng lớp VIP đây này, rất nhiều bạn lớp VIP ở đây. Ok, lớp VIP cùng thầy ôn lại từ đầu. Là vì lớp VIP đã học cùng với các bạn bên ngoài trong một tuần, trong 12 buổi live bên ngoài fanpage rồi, đúng không? Của tháng 5 đúng không? Bây giờ chúng ta cùng thầy học lại nếu bạn nào mà chưa chắc. Ok, bắt đầu, sẵn sàng chưa? Sao thầy không thấy thả tim nhở? Hay là do cái máy này bị sao không? Không thấy ai thả tim hơn thầy không? Buồn thế. Chỗ này không có nút thả tim à các bạn? Ơ, sao nay không thấy thả tim nhở? Lạ thật. Được rồi, ta bắt đầu học nhá. Nào, vào luôn. Không được 100 bạn à? Chán nhở? Không được 100 bạn, buồn thế. Buồn dã man. Thả quá trời luôn á, thế mà thầy không thấy gì. Hôm nay cái số thầy đen không được hưởng. Thôi rồi, không sao, ta học đi các bạn. Nào, thầy dùng luôn cái file này để cho bạn đọc cùng thầy luôn nhá. Trong cái nội dung chuyên đề 1 về đại cương dao động điều hòa, chúng ta cần phải cùng thầy tìm hiểu về dao động nhá. Tìm hiểu về dao động trước, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể một trường hợp đặc biệt. Trường hợp này là trường hợp mà toán học nghiên cứu về nó nhiều nhất, và chúng ta cũng dùng toán nghiên cứu nó dễ dàng nhất. Nó rất là gần gũi với các bạn. Đó chính là cái kiến thức lượng giác trong chương trình vật lý lớp 11. À, chương trình toán lớp 11. Toán lớp 11. Chúng ta sẽ dùng công cụ này. Đấy, để chúng ta nghiên cứu một cái loại dao động đặc biệt, chính là dao động điều hòa. Vậy trước khi đến với dao động điều hòa, thì ta cùng thầy tìm hiểu về dao động. Thì dao động nhá, trong thực tế của ba chúng ta đấy, là họ chia làm hai loại các bạn nhá. Các bạn đợi thầy lấy tờ nháp.
Minh Hiền ơi, nghe rõ thầy nói cho em. Nghe rõ thầy nói chưa? Ok chưa? Rồi đây nhá. Về dao động nhá thì hội chia làm hai loại. Coi như là thầy đang like lại này. Có nhiều bạn đã từng xem like rồi, nhưng mà thôi, coi như những bạn mới, ta sẽ có loại dao động tuần hoàn. Các bạn nhớ tuần hoàn. Cái từ tuần hoàn này các bạn nghe nhiều rồi đúng không? Trong môn sinh học này, tuần hoàn máu này, đúng không? Được chưa? Đấy. Hoặc là cái tính chất là nói từ tuần hoàn là có cái tính là lặp đi lặp lại ấy các bạn. Nó lặp đi lặp lại cái trước đó, sau những cái khoảng thời gian nó xác định thì nó gọi là dao động tuần hoàn. Các bạn nhớ nhá. Còn loại dao động thứ hai mà chúng ta cũng được biết, đó chính là dao động không có tính tuần hoàn. Đấy, nó là ngược lại thôi, không có tính tuần hoàn. Thì cái loại này là nó không có quy luật. Các bạn nhớ nhá, không có quy luật. Nên nó đương nhiên rất là phức tạp. Không có quy luật. Nên đương nhiên là khi nghiên cứu bằng toán học đấy, rất là phức tạp, thì chúng ta sẽ không nghiên cứu. Các bạn nhớ chưa? Cái này là phức tạp. Và trong chương trình học, người ta không học. Nó tóm lại là mình không học. Đơn giản cho nhanh. Các bạn nhớ nhá. Mà chúng ta sẽ tập trung vào có thể các loại là dao động có tính tuần hoàn thôi. Được chưa? Về cái loại này là gì? Tuần hoàn rất dễ định nghĩa. Để thầy lấy ví dụ cho các bạn. Một số loại dao động tuần hoàn trong cuộc sống ta được gặp. Ví dụ như là cô lắc đơn, đúng không các bạn? Là bạn có một cái sợi dây này. Được chưa? Bạn treo một quả nặng này. Đấy, quả nặng nhá. Trao thành đạt nhá. Lác à? Sao lại lác nhở? Các bạn ơi, kiểm tra giúp thầy có bị lác không? Có lác không các bạn ơi? Có lác không nhở? Thế mà cái đứa nào là lác bực mình thế? Lác là do mạng nhà các bạn nhá, đừng có đổ cho thầy nhá. Thầy cũng đang nhìn trên cả máy tính như này. Khi nào lác là thầy sẽ biết ngay, đừng có nói điêu nhá, làm mất thầy mắc công. Đấy chứ, ví dụ con lắc đơn. Cái này ở đây gọi là con lắc đơn. Đấy. Bây giờ khi bạn treo vào nhá, thì bạn không làm gì cả, thì con lắc này đứng yên. Cái vị trí này là người ta gọi là vị trí cân bằng. Đấy chứ, cái vị trí này các bạn này, người ta gọi là vị trí cân bằng. Được chưa? Ô, nó chính là vị trí cân bằng. Đấy. Vì sao gọi là vị trí cân bằng? Là vì lúc này nó chịu tác dụng của hai lực, đúng các bạn? Là lực căng và trọng lực. Đấy. Mà hai lực này nó cân bằng nhau. Được chưa? Nên hợp lực của hai lực này là bằng không. Đấy. Thì cái vị trí cân bằng các bạn phải hiểu thầy là vị trí mà tổng hợp tất cả các lực nhá. Thầy gọi là FI. Cái này là ký hiệu của tổng. Tổng của tất cả các vector lực tác dụng lên một cái vật tại vị trí mình đang xét mà nó bằng không thì nó gọi là vị trí cân bằng. Được chưa? Mà trong thực tế ta còn gọi một cái tên gọi khác, đó chính là vị trí tự nhiên. Các bạn nhớ nhá, vị trí tự nhiên. Đấy, tự nhiên của vật. Đấy, đó là một cái gọi khác của vị trí cân bằng. Đấy, các bạn phân biệt cho thầy. Vị trí cân bằng, những bạn nào mà yếu lý này, cứ học từ từ chắc ăn cho thầy nhá. Vị trí cân bằng là vị trí mà tổng hợp tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không. Ví dụ trường hợp này của thầy, có lắc đơn, có lực căng có sợi dây và trọng lực B hợp lực lại dạng vector thì nó bằng không. Đấy. Được chưa? Bây giờ muốn cho có lắc này nó tham gia một cái chuyển động dao động thì thầy phải kích thích. Thầy kéo có lắc này đúng không? Đấy. Lệch khỏi vị trí thẳng đứng. Ví dụ thầy kéo một góc là 45 độ chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Rồi thầy thả nhẹ. Thả nhẹ tức là lúc mà thầy bắt đầu thả ở vị trí A, đúng không? Thì nó có vận tốc là bằng không. Sau khi thầy thả ra đấy thì quả nặng này của thầy này nó sẽ chuyển động nhanh dần về cân bằng, đúng không các bạn? Đấy, nó sẽ chuyển động nhanh dần về cân bằng, tức là cái tốc độ của nó đang tăng dần từ không lên một cái giá trị cực đại nào đó. Đấy. Sau đó là gì? À, khi qua vị trí cân bằng thì chỗ này là nó có một cái năng lượng, đó chính là cái vận tốc V nó gây ra thì gọi là động năng đấy. Để cho động năng hay là theo quán tính thì nó tiếp tục nó đi lên. Đấy, đi lên. Đấy, được chưa? Như vậy là nó có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng, nó lại chuyển hóa thành gì? Thành thế năng cực đại ở vị trí cao nhất. Đấy, cứ như vậy cái quá trình đó
nó cứ lặp đi lặp lại. Tức là con lắc này đi từ A đến O là nhanh dần, rồi từ O đến B đấy thì nó lại đi chậm dần lại, nó lên cao, tốc độ giảm dần. Thì cái này gọi là đi chậm dần. Các bạn nhớ nhá, đi chậm dần. Khi lên tới B thì nó dừng lại, V nó bằng 0. Khi dừng lại nó lại đổi chiều. Và như vậy là gì nhờ? À, nó lại đi quay trở lại đúng không? Là quay trở lại. Đấy, lại cũng đi qua O. Được chưa? Nhưng mà theo chiều ngược lại. Rồi lại gì? Rồi lại quay lại đâu? Quay lại A. Cứ như vậy cái quá trình đi từ A đến O, đến B, rồi lại quay về O, rồi lại đến gì? Đến A. Được chưa? Thì toàn bộ cái này người ta gọi nó là một gì các bạn biết không? Một chu trình. Đấy, một chu trình. Đấy. Và cái chu trình này cứ được lặp đi lặp lại sau những khoảng thời gian. Tức là một chu trình này nó sẽ ứng với một khoảng thời gian xác định. Đấy. Các bạn nhớ nhá, một khoảng thời gian xác định. Ok chưa? Và khoảng thời gian xác định này nó cũng chính là thời gian mà vật nó thực hiện hết một chu trình, hay còn gọi là một dao động toàn phần, đi từ A đến O đến B rồi về O rồi lại về A như cũ. Toàn bộ cái này nó chính là thời gian thực hiện hết một dao động toàn phần. Các bạn hiểu cái khái niệm này chưa? Đấy. Và thời gian này người ta gọi là T lớn. Người ta gọi là chu kỳ. Đấy. Các bạn nhớ nhá. Vậy thì một vật mà tham gia chuyển động giống như con lắc đơn, đúng không? Mà ta nhận thấy cái thời gian nó thực hiện hết một dao động toàn phần là không thay đổi và nó được lặp đi lặp lại liên tiếp và mãi mãi thì người ta gọi nó là dao động tuần hoàn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây là vì không có công kệ công nghệ nên thầy không thể show cho các bạn xem được cái chuyển động của nó diễn ra như thế nào cho cách cho nó liên tục. Thì các bạn có thể xem thêm ở trên YouTube, được chưa? Ở trên YouTube. Đấy. Kênh Việt Giác bài giảng của thầy Vượng nhá. Bạn có thể xem thêm về cái hiện tượng chuyển động của nó. Còn bây giờ bạn chỉ cần nhớ thầy. Dao động nó là những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Ví dụ trường hợp này, con lắc này của thầy đi qua đi lại quanh vị trí cân bằng. Nhưng mà có những trường hợp thì cái thời gian thực hiện hết một cái dao động nó lại không ổn định, nên người ta xếp vào cái loại là không có quy luật. Còn khi mà đã ổn định thì chúng ta xếp vào loại dao động tuần hoàn. Thì các bạn sẽ có cách định nghĩa thứ hai. Đấy chưa các bạn? Đây. Là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp đi lặp lại như cũ. Các bạn thấy không? Sau những khoảng thời gian bằng nhau. Đấy. Và khoảng thời gian bằng nhau đó mà thầy gọi là chu kỳ. Hay nói tóm lại, một dao động, được chưa, mà có tính chu kỳ thì nó gọi là dao động tuần hoàn. Đơn giản chỉ vậy thôi. Các bạn đã hiểu xong thầy khái niệm chưa? Comment giúp thầy. Các bạn ơi, comment giúp thầy. Chúng ta comment giúp thầy nào. Các bạn hiểu cho thầy thế nào là khái niệm về dao động chưa? Hiểu thế nào là dao động tuần hoàn chưa? Các bạn ơi, giúp thầy comment. Đây là những cái nền tảng căn bản đầu tiên. Rất mong các bạn đừng chủ quan để sau này còn chọn lý thuyết cho chính xác. Ok. Rồi nhá. Được chưa? Đấy, tất cả đây thầy viết hết rồi, không phải lo nhá. Rồi, tiếp tục này. Đặc trưng của một dao động tuần hoàn thì có những cái gì cần lưu ý? Đấy, cái đặc trưng đầu tiên của một dao động tuần hoàn, được chưa, chính là chu kỳ. Đấy, chu kỳ ký hiệu là T. Được chưa? Và chu kỳ này đo như thế nào? Rất là dễ đo. Nó là thời gian mà nó thực hiện hết một dao động toàn phần mà. Thì cách đo chu kỳ này, các bạn chỉ cần mang đồng hồ bấm giây. Các bạn đo cái con lắc này, nó thực hiện khoảng 50 dao động, đúng không? Sau đó bạn lấy thời gian bạn chia cho số dao động là xong. Đây, nó là bằng T chia cho N. Đấy. Các bạn nhớ nhá. Và cái T này, nó là thời gian, được chưa, dao động. Đấy. Hay là thời gian mà thực hiện hết N dao động. Thời gian vật thực hiện, được chưa, hết N dao động. Đấy. Các bạn nhớ nhá.
Được chưa? Sau đó mình lấy cái thời gian đó mình chia cho số dao động. Được chưa? Cái n này ta gọi là số dao động. Đấy, thì nó sẽ là cách tính chu kỳ của một dao động tuần hoàn bằng thực nghiệm. Các bạn nhớ nhá, đây là công thức tính bằng thực nghiệm. Đấy. Trên thực tế là các bạn muốn đo chính xác chu kỳ thì chúng ta không bao giờ chúng ta bấm đồng hồ chỉ đo có một cái. Đúng không? Có nhiều bạn này lại bảo với thầy: em đo chu kỳ của lắc đơn bằng cách như sau. Em bấm đồng hồ từ lúc em để ở vị trí A, sau em đợi đi qua O, sau em đợi nó lên tới B. Đấy. Rồi sau đó gì? Em lại đợi nó quay về O, đúng không? Em đi thế này, sau đó quay lại. Đấy. Được chưa? Là lúc bắt đầu bấm đồng hồ là lúc T bằng 0 ở đây, nó vừa về phát em ngắt đồng hồ thì cái khoảng thời gian delta T đó là một chu kỳ. Cách đo này thì về mặt lý thuyết thì không có gì sai cả. Vì đằng nào thì cái thời gian đó cũng là thời gian của một dao động toàn phần. Nhưng cách đo này mang lại sai số lớn. Đấy, mang lại sai số lớn. Được chưa các bạn? Ví dụ trên thực tế chính xác thì chu kỳ của nó là khoảng 0,5 giây. Đúng không? Nhưng em đo bằng cách này thì kết quả nó có thể sai lệch lên tới 0,1 giây. Đúng không? Em có thể đo là 0,6 giây hoặc em có thể đo ra 0,4 giây. Cứ mỗi một lần đo sẽ khác nhau. Nếu bạn đo cách này, được chưa? Nên cách này nó là mang lại sai số cao. Do vậy trong thực nghiệm chúng ta không đo chu kỳ bằng cách là chúng ta chỉ đo 1-2 dao động, mà chúng ta cần phải đo nhiều dao động trong khoảng thời gian T. Đấy, rồi sau đó mình lấy T mình chia cho N là ra số dao động. Các bạn ơi, các bạn hiểu cái này không? Các bạn có hiểu không? Tại sao ta lại cần phải đo thế này thì mang lại chính xác cao? Các bạn đã hiểu chưa? Comment giúp thầy. Đấy, thầy có thể lấy ví dụ thêm nhé. Bạn muốn đo chiều dày của một tờ giấy, đúng không? Bằng thước mm thì mình không đo được đâu. Là vì nó rất là nhỏ là sao mà đo được, đúng không? Cái tờ giấy này nó có chiều dày phải kích cỡ là khoảng 1/1000 mm, đúng chưa nào? Vậy thì em muốn đo chính xác chiều dày của một tờ giấy thì phải làm thế nào? Nào, muốn đo chiều dày của một tờ giấy bằng thước mm làm nào hả các bạn? Chiều dày của một tờ giấy nào? Đo bằng thước mm, đo chiều dày của một tờ giấy bằng thước mm. Ta làm thế nào các bạn? Đúng rồi, lấy 100 tờ, lấy 1000 tờ, đúng không? Ví dụ bạn sẽ đo chiều dày có 100 tờ hay là 1000 tờ. Ok chưa? Bạn đo được cái chiều dày này, ví dụ bạn đo được cỡ khoảng 1,5 cm. Đấy. Tức là bằng 15 mm. Đúng chưa? Thì bạn suy được ngay chiều dày của một tờ giấy D bằng lấy chiều dày có 1000 tờ chia cho số tờ là 1000. Đấy. Thì ra độ chính xác cao đúng không? 0,0015, đúng không? Đấy, mm. Đấy, độ chính xác cao chưa? Đấy. Được chưa? Như vậy các bạn hiểu rồi nhá. Nhớ cho thầy. Đi kèm với chu kỳ thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về khái niệm tần số. Đây. Ở đây xong rồi nhá. Xong rồi. Nếu mà có quên lời thầy nói thì có tài liệu để đọc lại, đúng không? Vì làm sao mà các bạn có thể nhớ mãi được. Các bạn nghe giảng này các bạn hiểu bài đấy. Nhưng mà đi ra ngoài đường một cái gặp con người yêu rủ đi trà đá, đúng không? Hoặc là đi đá bóng, là đi karaoke hay là đi vũ trường gì đó thì đương nhiên là về ngày hôm trước ngày hôm sau là quên ngay. Làm sao mà có thể nhớ được? Các bạn nghe giảng này các bạn hiểu chỉ là đang là kiến thức đang nhúng cái đám mây đấy, hắn đang lơ mơ bao quanh đầu các bạn thôi, thì nó chưa vào trong đầu các bạn đâu. Nên chúng ta cần phải có thời gian buổi hôm sau ngồi đọc lại, đúng không? Đọc lại cái lý thuyết mà thầy đã nói để mà nhớ chính xác về mặt ngôn từ, để có thể vận dụng vào thực tế để mình hiểu nó như thế nào. Theo cách hiểu của các bạn thì nó mới là kiến thức mà các bạn hấp thụ được. Các bạn nhớ nhá, đừng có cắm đầu chỉ ngồi nghe thầy nói không là không được đâu. Đấy. Tiếp tục này. Đi kèm với khái niệm chu kỳ thì chúng ta có khái niệm tần số. Đây, tần số đây các bạn. Nó chính là số dao động
mà vật thực hiện được trong 1 giây. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ định nghĩa này thầy. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ nha, ví dụ cho các bạn. Cơ lắc đơn của thầy nó dao động với chu kỳ là bằng 0,5 giây. Đúng không? Vậy thì cứ một dao động là hết 0,5 giây. Vậy thì suy ra thầy là 1 giây. Đúng không? 1 giây thì nó thực hiện được mấy dao động? 1 giây thì gấp 2 lần 0,5. Đúng không? Vậy thì 1 giây nó thực hiện được 2 dao động. Đấy. Vậy thì 2 dao động trong 1 giây người ta sẽ gọi là tần số, nó chính là bằng 2 Hz. Đấy. Và cách tính rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần lấy 1, bạn chia cho T, ở đơn vị là giây, thì bạn ra được ngay đơn vị của F, nó chính là Hz, hay còn gọi là dao động, được chưa? Dao động trên 1 giây. Người ta dùng đơn vị khoa học chính là Hz. Các bạn nhớ chưa? Ok chưa các bạn? Đấy. Như vậy thầy đã giải thích xong cho các bạn cái T và cái 1 trên N và T trên N rồi nhá. Cái này rồi nhá. Đấy. Thế còn cái thằng Omega và 2B ở đây là cái gì? Thì các bạn sau này khi học đến về liên hệ giữa chuyển động tròn và dao động điều hòa, thì thầy sẽ nói rõ hơn cho các bạn về công thức tính chu kỳ T thông qua một đại lượng mới, đó chính là Omega. Nó chính là tần số góc riêng. Tần số góc, các bạn nhớ tần số góc, được chưa? Là Omega. Vậy tại sao người ta lại dùng cái khái niệm là tần số góc? Thì cái này để sau, mình không cần biết. Bây giờ bạn chỉ cần nhớ cách tính T và Omega, là vì cái này là của lớp 10. Lớp 10. Thầy lấy ví dụ để cho bạn hiểu hơn. Nói luôn à? Ok, nói luôn. Nói luôn nhá. Để cho lớp 10. Chúng ta có mối liên hệ giữa chu kỳ quay và tốc độ góc Omega, đúng không? Trong chuyển động tròn đều. Đây là lớp 10. Có bạn nào còn mang máng nhớ cái này không? Các bạn ơi, còn mang máng nhớ cái này không? Lớp 10 cái này. Tức là khi một vật, ví dụ cái đầu kim đồng hồ ấy, để cho nó chuyển động trên một quỹ đạo tròn và nó quay đều. Đó, nó quay đều. Bị dè à? Các bạn có bị dè không các bạn ơi? Giúp thầy kiểm tra âm thanh nào. Giúp thầy kiểm tra âm thanh xem có bị dè không nhá. Này lớp 10 này, thì các bạn có học về chuyển động tròn đúng không? Nhất là quỹ đạo là đường tròn. Đấy, đường tròn. Thế bây giờ tròn đều. Đấy, tròn đều có nghĩa là đều ấy, tức là gì? Là cứ 1 giây, được chưa? Là phải quay được một góc là như nhau. Quay được một góc không đổi. Đấy. Thầy lấy ví dụ 1 giây, được chưa? Quay được góc alpha bằng 10 độ. Ví dụ thế đi. Bằng 30 độ đi. 30 độ. Đổi sang radian ấy thì là bằng pi trên mấy nhở? Đổi độ sang radian thì chỉ cần lấy cái thằng này chia cho 180 nhân với pi là được. Thì là pi trên 6 radian. Đấy. Được chưa? Thì nó gọi là đều. Được chưa? Và cái đại lượng mà thể hiện được góc quay trong 1 giây. Góc quay trong 1 giây. Đấy, các bạn nhớ ra góc quay trong 1 giây. Đấy. Thì người ta sẽ gọi cái đại lượng này là tốc độ góc. Đấy, nó chính là tốc độ góc. Các bạn nhớ nhá, tốc độ góc. Ký hiệu là Omega. Đơn vị là radian trên giây. Đấy. Hơi dè à? Sao lại hơi dè nhỉ? Các bạn khác bảo ổn mà sao các bạn lại bảo dè nhỉ? Các bạn hiểu Omega chưa? Tốc độ góc nhá. Trong chuyển động tròn thì Omega tốc độ góc. Đấy. Nó là góc quét được trong một đơn vị thời gian, chính là 1 giây. Đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Vậy thì nếu như thầy có một cái điểm M, đấy, nó quay đều, đúng không? Với tốc độ góc là Omega. Ok chưa? Thì thời gian để nó quay hết một vòng, đấy, một vòng quay là bao nhiêu độ? 360 độ. Thì nó đổi sang radian là bằng 2 pi radian. Đấy. Được chưa? Vậy thì nhỉ, 360 độ ứng với 2 pi, được chưa? Radian. Đấy. Thì quay hết một thời gian. Quay hết
Một thời gian là một chu kỳ, đúng không? Một chu kỳ chính là một là thời gian quay một vòng. Đấy là một chu kỳ. Đây. Đúng không? Còn gì nhỉ? Còn cái thằng omega, omega đúng không? Nó chính là góc quay trong một giây. Đấy. Vậy suy ra ta có thời gian quay hết một vòng thì bằng góc quay một vòng ta chia cho omega. Đấy. Đó. Bây giờ nhớ lại chưa? Nhớ lại chưa? Thầy dạy cái này đến cái đứa nào mà mất gốc lý nó cũng hiểu nhá. Bây giờ đã hiểu chưa? Bây giờ sau này đấy thì trong dao động điều hòa, trong dao động điều hòa thì người ta sẽ không gọi omega là tốc độ góc, là vì dao động điều hòa hay là dao động tuần hoàn ấy thì cái quỹ đạo của nó không tạo ra góc, đúng không? Nó là quỹ đạo thẳng. Nên đương nhiên là chúng ta sẽ không gọi về khái niệm là tốc độ góc mà chúng ta sẽ gọi là tần số góc. Còn tại sao lại như thế? Được chưa? Thì ở phần sau thầy sẽ nói cho các bạn nhé. Đó là tần số góc. Đấy. Được chưa? Các bạn chỉ cần đổi tên thôi, tần số góc. Đấy. Còn cái này là tốc độ góc. Được chưa? Tốc độ góc là thể hiện cho góc thật. Thằng này là quay tròn thì nó có góc thật. Đúng không? Nhưng mà con lắc đơn này, được chưa? Con lắc đơn nhá. Các thấy không? Được chưa? Nó chuyển động qua lại này, đúng không? Được chưa? Sau này ví dụ bạn học đi, con lắc lò xo. Có lắp lò xo kìa, lắp lò xo này, này, bạn có cái lò xo bạn cho vật vào, được chưa? Bạn kích thích, được chưa? Đấy, bạn thấy là nó đi qua đi lại. Ôi rồi ôi, nhiều bạn mất gốc nhở, công nhận nhiều bạn mất gốc thật đấy, bắt thầy nói từng ly từng tí gốc, ghê nhở, ghê thật đấy. Các bạn có muốn thầy nói kỹ không? Hay là muốn thầy nói cho nhanh nhanh đi nào? Chứ thầy thấy các bạn hỏi kỹ quá, bắt thầy phân biệt từng ly từng tí gốc đây này. Ví dụ nha, bạn cho cái này bạn kích thích này thì nó chuyển động qua lại đúng không? Qua lại giữa hai cái điểm này này. Thì gọi là dao động này. Đúng không? Thì cái dao động này thì bạn cũng thấy được ngay là thầy là gì? Nó đi từ A đúng không? Đến O, đến B rồi quay trở lại đúng không? Đấy, thời gian đi từ A này, đến O này, đến B rồi quay trở lại về O về A này. Thì nó là một chu kỳ T. Chu kỳ T này cũng bằng 2 pi chia omega. Nhưng mà cái omega này trong dao động thì người ta gọi là tần số góc. Đấy, người ta không gọi là vận tốc góc, đơn giản là vì nó không tạo ra góc. Cứ nói như thế cho đơn giản nhá. Ok chưa? Rồi. Thế là bạn nhớ được thầy mối liên hệ này rồi nhá. Đấy, thế bây giờ nghịch đảo lại thì ta có là F nó bằng omega chia 2 pi. Được chưa? Đấy. Nhớ nhá, nhớ thầy. Công thức liên hệ nhớ lại T 2 pi chia omega. Đấy, bằng 1 chia cho F. Đấy. Từ đó suy ra được là omega bằng 2 pi F. Đây. Đấy, chỉ cần nhớ cái này thôi. Được chưa? Ok chưa? Rồi, đó là toàn bộ về cái đặc trưng của dao động tuần hoàn nhá. Chu kỳ, tần số góc, nhớ thầy. Bây giờ mình cùng thầy tìm hiểu cái loại đẹp đẽ nhất. Được chưa? Đó chính là dao động điều hòa nhá, dao động điều hòa. Chết rồi. Đây các bạn, đây. Trong tất cả các loại dao động mà có tính chu kỳ, được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn một cái loại dao động có quy luật toán học đẹp đẽ nhất, dễ nghiên cứu nhất và gần gũi nhất với các bạn trong chương trình toán lớp 11. Đó chính là lượng giác, đúng không? Thì bây giờ này, nếu như một vật, được chưa? Khi nó tham gia chuyển động mà nó có sự phụ thuộc của ly độ hay là tọa độ của nó nhé, theo thời gian, theo quy luật x bằng a cos omega t cộng phi. Đấy, theo đúng quy luật này thì người ta sẽ gọi nó là dao động điều hòa. Vậy tại sao là dao động điều hòa? Đơn giản là khi bạn vẽ đồ thị của x theo t, đây là x theo t, vì nó là hàm sin hàm cos nên đồ thị của nó sẽ có dạng đường hình sin lượn quanh trục OT rất là đẹp. Đấy, nó lượn rất là điều hòa nên người ta còn gọi đây là hàm điều hòa. Đấy, hàm điều hòa, nhớ chưa? Hàm điều hòa các bạn nhớ nhá. Bây giờ một cái dao động mà tuân theo cái sự phụ thuộc của ly độ theo thời gian, được chưa, mà là hàm điều hòa, thì
thì nó gọi là dao động điều hòa, chỉ vậy thôi. Được chưa? Còn như thế nào thì các bạn sẽ tìm hiểu tiếp. Bây giờ bạn chỉ cần nhớ định nghĩa thầy đã. Dao động điều hòa là dao động tuân theo định luật hàm cosin của bậc nhất hằng số nhân với bậc nhất của thời gian đây này, omega nhân t bậc 1 đây này, không phải bậc 2 đâu nhá. Ok chưa? Chỉ cần hiểu vậy thôi. Còn cái thằng sin đây này thì nó có thể chuyển đổi được về cos bằng công thức toán học, nhớ nhá. Nào, sin alpha bằng cos alpha trừ bi trên 2. Như vậy là sin luôn đổi về cos được. Các bạn nhớ chưa? Từ sin đổi về cos thì ta sẽ bớt góc này đi ăn đi bi trên 2. Nhớ nhá. Còn từ cos mà các bạn muốn đổi lên sin thì mình lại cộng thêm thầy một góc là bi trên 2. Đấy, cái này là môn lượng giác, kiến thức các bạn cần phải hiểu. Ok chưa? Các bạn ơi hiểu chưa? Các bạn ơi, công thức lượng giác này các bạn nhớ lại chưa? Như vậy thì trong chương trình vật lý của các bạn thì bây giờ ấy, người ta chỉ định nghĩa dao động điều hòa là theo hàm chuẩn là hàm cos. Còn hàm sin thì các bạn phải tự động đổi về hàm cos. Ok chưa? Nhớ nhá, cách đổi như thế này này. Có ai không biết cách đổi này không? Thầy không chứng minh ở đâu nhá. Đây là môn toán của các bạn. Đây là môn toán của các bạn. Toán lượng giác ấy, của chương trình toán lớp 11. Bạn nào mà quên cái này thì thôi, chỉ cần nhớ cho thầy công thức đổi là được. Từ sin mà sang cos thì bạn chỉ cần lấy cái cos góc đó bớt đi bi trên 2. Nhớ nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ đưa hết về chuẩn. Các bạn nhớ là đưa hết về chuẩn là chuẩn theo hàm cosin thế này. Để chúng ta có cái gì? Có một số cái đặc điểm cơ bản nhất của một dao động điều hòa. Thứ nhất, x người ta gọi là tọa độ hay là vị trí, đúng không? Cái này ai cũng biết. Ví dụ một vật con lắc lò xo, nó đang dao động qua lại quanh cái vị trí ô đấy, thì thầy gắn trục tọa độ vào để cho là x. Ví dụ nó dao động qua lại giữa hai vị trí là 2 mép, mép này cách ô một đoạn là 3 cm, nhưng mà chọn chiều dương là từ trái sang phải thì tọa độ cái này là 3, tọa độ cái này là -3. Đấy, được chưa? Thì cái vị trí của vật vào một thời điểm t, ví dụ thời điểm t nó ở đây, đấy là ở vị trí m, thì cái điểm m này nó sẽ có tọa độ là x chỉ m, viết gọn lại là bằng x, nó là bằng a nhân với cos omega nhân với t cộng với phi. Trong đó này, x là ly độ, là vị trí, các bạn hiểu chưa? Đấy. Thứ hai, x này được tính bằng cả cái hàm số này, thì cái hàm số này nó cho chúng ta biết được cái giá trị ly độ nhá, giá trị ly độ, được chưa? Hay là độ lệch mang tính chất đại số nhá, đại số, được chưa? Độ lệch thì có thể lệch trái, lệch phải. Ví dụ nếu x chỉ mà dương thì nó sẽ lệch sang đâu? Lệch sang phải, đúng chưa? Còn nếu x chỉ mà âm thì lệch sang trái. Đấy, đơn giản chỉ thế này thôi, được chưa? Tức là dựa vào dấu của x, các bạn hoàn toàn biết được nó nằm ở bên phải ô hay bên trái ô. Đấy nhá. Thế cái thằng a này này, người ta gọi là cái gì? Các bạn thấy không? Với một cái hàm điều hòa x nó bằng a cos omega t cộng phi, thì cái thằng x này của chúng ta về mặt giá trị nó sẽ không bao giờ vượt quá được cái khoảng từ trừ a đến a. Đấy. Các bạn ơi, các bạn hiểu thầy tại sao có cái này không? Các bạn comment giúp thầy. Bạn mới học, các bạn có hiểu tại sao từ đây thầy chia được cái này không? Comment giúp thầy nào. Các bạn có hiểu thầy tại sao từ cái biểu thức này, được chưa, mà thầy chia được cái này không? Vì sao? Vì cos của một góc, đúng không, là omega t cộng phi, nó là cos của một góc, thì nó luôn lớn nó bằng trừ 1, đúng không, và nó bé hơn bằng 1. Đấy, bạn nhân cả hai vế cái này với một số a, thầy chọn a đây là dương. Đấy, thì đương nhiên nó ra cái này, đúng rồi.
Rồi nhá, ok nhớ chưa? Các bạn nhìn đồ thị này, đúng không? Đồ thị này của x theo t này nó cũng không bao giờ vượt quá được hai cái vùng gạch nhất đất của thầy, đúng không? Nó luôn nằm trong cái khoảng này. Đấy. Vậy thì x chỉ của chúng ta chắc chắn là nó sẽ lớn hơn bằng a và nó sẽ nhỏ hơn bằng lớn bằng trừ a và nhỏ bằng a. Đấy. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Và a này người ta gọi là biên độ dao động. Đấy, biên độ dao động. Ok chưa? Định nghĩa thứ hai nó là ly độ cực đại. Vì sao? Các bạn thấy không? Cái này nó chính là x chỉ mạnh. Đấy, giá trị lớn nhất của x thì mình gọi là x chỉ mạnh. X chỉ mạnh mà x chỉ là ly độ nên thầy gọi luôn cái tên nó là ly độ cực đại. Đấy, nhớ những cái tên này. Hiểu là nhớ được thôi chứ chẳng phải học thuộc đâu. Và tất nhiên là đã là ly độ cực đại đúng không? Được chưa? Nó còn là độ lệch cực đại nữa cơ. Nó còn là độ lệch cực đại của vật khi nó dao động đúng không các bạn? Thì nó ra đến cái mép này này là độ lệch cực đại rồi, tức là nó xa vị trí cân bằng nhất. Đấy. Nên đương nhiên thì cái giá trị a này là phải là dương. Các bạn nhớ nha, đấy luôn luôn là hằng số dương. Các bạn nhớ thầy. Ok chưa? Còn cái thằng omega nãy nói rồi, nó là đặc trưng của một dao động tuần hoàn rồi. Bây giờ điều hòa là trường hợp riêng của tuần hoàn, là vì nó có tính chu kỳ, thì rất tất nhiên nó sẽ liên hệ với chu kỳ t theo công thức là 2b trên t, ok chưa? Hoặc là bằng 2bf. Đấy, bạn chỉ cần biết cái thằng omega, thằng t, thằng s ở đầu là xong rồi, ok chưa? Và tất nhiên nó là luôn luôn dương. Đấy, nhớ nhá, nó luôn luôn dương. Đây là đặc trưng của một dao động tuần hoàn rồi, mình không nói đến nữa. Mình chỉ đang xét là khi một vật dao động điều hòa thì cái phương trình này cho ta những cái gì? Thì ngoài cái việc ta hiểu x nó là ly độ, chúng ta cũng phải biết a nó là biên độ. Biên độ có ý nghĩa là gì? Nó chính là độ lệch cực đại hay là ly độ cực đại cũng được. Đấy, hay là độ lệch cực đại của vật khỏi vị trí cân bằng và a luôn luôn dương. Các bạn nhớ nhá. Cái này tôi gọi là giá trị ly độ cực đại. Còn cái này người ta gọi là ly độ cực tiểu, x min. Đấy. Còn cái thằng độ lớn của x chỉ, được chưa? Các bạn nhớ độ lớn của x chỉ max nó chính là bằng a. Nó gọi là độ lệch cực đại. Đấy. Hay còn gọi là biên độ, thế thôi. Được chưa các bạn? Hiểu đoạn này chưa? Các thanh niên, ok chưa? Bây giờ một cái khó hơn mà hay khiến cho các bạn bị nhầm khi mới đầu làm quen, đó chính là cái đại lượng trong cái hàm cốt của chúng ta. Nó là cái thằng omega t cộng phi. Đấy. Thì bây giờ bạn chỉ cần nhớ nó là góc ở trong cái hàm số là hàm cosin. Thì đã là nói đến hàm lượng giác cos hoặc sin, đúng không? Thì bên trong các bạn hay gọi là góc. Nhưng mà hãy chú ý này, trong dao động, đúng không? Trong dao động điều hòa, được chưa? Thì các bạn thấy cái quỹ đạo của vật, đây, quỹ đạo của vật nó là một cái đoạn thẳng, đúng không? Quỹ đạo tức là cái vết mà vật nó vạch ra trong quá trình nó tham gia chuyển động đấy. Thì bạn thấy cái vết này nó là một đoạn thẳng, được chưa? Có nghĩa là nó không tạo ra góc, các bạn nhớ nha, không tạo ra góc thật. Đấy, được chưa? Nhưng mà có cái thằng omega t cộng phi, đúng không? Nó lại nằm trong góc, nó lại thuộc cái hàm cốt của chúng ta. Đấy, được chưa? Thì lúc này người ta sẽ chuyển cái đại lượng này với một cái tên gọi là chính là góc ảo. Góc ảo, góc ảo này người ta dùng một cái tên vật lý hay hơn, người ta gọi là pha. Các bạn nhớ nhá, được chưa? Góc trong hàm, đấy, ta cứ hiểu góc ảo chính là góc trong hàm số toán học của chúng ta. Còn về mặt vật lý, được chưa? Thì nó gọi là pha. Các bạn nhớ nhá, gọi là pha. Ok chưa? Và lúc này ta khẳng định luôn, khi a mà dương thì cái thằng omega t cộng phi người ta gọi là pha dao động. Các bạn nhớ nhá, omega t cộng phi được gọi là pha dao động. Ok chưa? Đấy, đương nhiên là đo bằng radian rồi. Tuy rằng nó là góc ảo, nhưng mà đã là góc hay góc ảo thì đơn vị đều là radian cả. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Vì sao? Là vì các bạn thấy nó có hai số hạng này. Đấy. Cái này nhỉ,
Omega có đơn vị là radian trên giây, thời gian có đơn vị là giây, thì cùng nhân với nhau thì cái này ra đơn vị là radian, đúng chưa? Còn cái thằng này là một số hạng độc lập thì nó cũng có đơn vị là radian, thì hai thằng cộng lại thì đều ra đơn vị là radian. Các bạn nhớ nhá, vì nó là góc áo hay còn gọi là pha. Bây giờ trong vật lý các bạn đừng gọi theo kiểu của toán nữa. Trong môn toán bạn bảo là giá trị trong hàm cosin, đúng không? Cho nên bây giờ trong vật lý chúng ta sẽ gọi là pha. Các bạn ơi, các bạn phân biệt được cho thầy pha chưa? Pha chưa? Và cái pha này có ý nghĩa gì? Nó sẽ giúp chúng ta xác định được trạng thái dao động của một vật. Cái từ trạng thái này này, cái từ trạng thái rất là nhiều bạn sẽ phân vân với thầy. Trạng thái là cái gì mà trong dao động lại hay gặp nhiều vậy thầy? Trạng thái, ví dụ như là bạn lúc này đang có những trạng thái gì? Thất tình hay là đang giận dữ hay là đang buồn hay là đang gì đó, thì đó là trạng thái của bạn đấy, đúng không? Tại một cái thời điểm nó cho chúng ta biết chính xác được là về mặt tư tưởng, về mặt tình cảm, về mặt vật chất hay là về mặt con người bạn đang như thế nào đó, thì nó gọi là trạng thái, đúng không? Hoặc là bạn học lớp 10, đúng không, khi nói về một chất khí đấy, đói à, đói cũng là một trạng thái đấy, học về một chất khí đúng không, thì bạn sẽ có cái thông số như là áp suất đấy, nhiệt độ, nhiệt độ hay là áp suất này đấy, một chất khí bất kỳ đúng không, thì nó sẽ có luôn cái thông số là áp suất này, nhiệt độ này, được chưa? Rồi lại thể tích của cái đám, của cái chất khí mày đang dùng, đúng chưa? Thì cái thông số này người ta gọi là thông số trạng thái của một chất khí, đúng không? Trạng thái nhớ người yêu được, đúng không? Đấy, cái này môn hóa bạn biết đúng không? Hoặc là môn lý lớp 10 bạn còn nhớ đúng không? Ví dụ bây giờ một chất khí thì nó được đặc trưng tại một thời điểm T, nó đang có nhiệt độ là bao nhiêu, áp suất là bao nhiêu, thể tích bao nhiêu, thì nó chính là các thông số trạng thái. Thế bây giờ một vật đang đi trên đường, một vật đang đi trên đường, đúng không? Thì chúng ta cần phải xét những cái thông số gì? Thứ nhất là phải gắn trục tọa độ vào để xem nó ở vị trí nào, đúng không? Nó ở vị trí M thì M nó có tọa độ là bao nhiêu? Đấy, thì tọa độ hay là tọa độ là x gì, đúng chưa? Và khi nó đang có vận tốc là bao nhiêu? Đấy. Tiếp theo là vận tốc. Đấy là v. V này là dạng vector, tức là bao gồm cả phương, cả chiều và cả độ lớn cơ. Đấy. Phương thì chúng ta biết đang đi theo phương nào, chiều đang cho biết ta biết đi theo chiều nào, đúng không? Ví dụ như là v mà dương, chiều dương là như hình vẽ đây này, v mà dương thì nghĩa là đi theo chiều dương, đang đi theo chiều dương. Đấy, v mà âm thì nghĩa là đi theo chiều âm. Đấy. Ngoài ra còn các thông số về gia tốc, đúng không? Về gia tốc. Rồi lúc đó lực tác dụng đây là bao nhiêu? Thì là hợp lực. Đấy. Cho nên nó đang có động năng là bao nhiêu? Là v cấp d. Đúng không? Rồi nó có thế năng là bao nhiêu? Vân vân. Tất cả những cái này thì mình sẽ gọi là thông số trạng thái. Các bạn nhớ nhá, thông số trạng thái. Học cho đến khi nào thầy cho nghỉ đi thôi nhá. Được chưa? Thông số trạng thái. Là vì thầy rất là kỹ, vì có rất nhiều bạn là chưa biết cái gì về lý nên thầy dạy chậm chứ không dạy nhanh nữa, nên bạn thông cảm với thầy. Đấy. Đây là dành cho những bạn mới bắt đầu về lý, làm quen với lý. Giờ thì thầy sẽ cố nói theo những cái ngôn từ nó gần gũi nhất với các bạn để các bạn dễ hình dung, nắm được các cái khái niệm, các cái đại lượng cơ bản của một dao động điều hòa, thì sau khi hiểu được thì sau này mới làm bài tập được nhá. Được chưa? Đấy, các thông số trạng thái bạn nhớ thầy. Thế thì các bạn chỉ cần hai cái là đủ rồi. Đó chính là thằng lý độ và thằng vận tốc. Bạn chỉ cần hai cái này là đủ. Là đủ xác định một trạng thái. Đấy, là đủ. Là vì bạn biết được vị trí, bạn biết được tốc độ, biết được hướng chuyển động là ok rồi. Được chưa? Vậy thì bây giờ một vật dao động điều hòa bạn cũng chỉ cần quan tâm đến thầy hai thông số thôi, x và v. Còn nếu bạn nào mà thận trọng hơn thì có thể quan tâm đến thầy cái thông số là cả gia tốc nữa, vân vân. Nhưng mà thầy thông thường chỉ cần 2 trong 3 thằng là đủ rồi. Các bạn nhớ nhá, 2 trong 3 thằng là đủ. Đấy, các bạn hiểu trạng thái chưa? Nhớ chưa? Vậy thì rõ ràng là gì? Nếu ta biết được
cái thằng omega t cộng phi thì ta sẽ xác định được thằng x. Xác định được x chúng ta cũng biết được vận tốc. Vì sao lại như thế? Thì bây giờ thầy nói tiếp. Đây, các bạn nhìn này, khi chúng ta biết được omega t cộng phi thì chúng ta xác định được x. Đấy. Và đồng thời cũng xác định được cả gì? Cả v. Vì sao? Là vì theo kiến thức của chương trình lớp 11 về môn toán, ý nghĩa của đạo hàm vận tốc, được chưa? Đây là vận tốc tức thời tại thời điểm t, nó chính là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Đây các bạn nhớ nhá, bây giờ các bạn chỉ cần hiểu vận tốc là đạo hàm của ly độ. Còn tại sao lại như vậy thì xem thêm ở trên YouTube cho thầy bài giảng của thầy nhá. Bây giờ các bạn chỉ cần hiểu vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Vậy thì nếu biết được x ở thời điểm t thì ta hoàn toàn xác định được v ở thời điểm t. Ok chưa? Vậy thì ta khẳng định luôn, biết cái này thì sẽ biết được trạng thái. Cứ sơ sơ như vậy đã. Nhớ chưa? Đấy. Tiếp tục, cái omega t cộng phi này khi mà khảo sát đầy đủ hơn thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm một chút về toán học, sự phụ thuộc của cái pha này theo thời gian. Thì bạn thấy ngay đây là t là hàm bậc nhất của thời gian. Được chưa? Thì nó sẽ tương đồng với cái đồ thị là y bằng a nhân x cộng b, đúng không? Ở đây y chính là alpha, đúng không? Ở đây a chính là omega, còn ở đây b nó chính là phi. Đấy. Thì cái này nó giống với cái đồ thị của chương trình toán lớp 9 hàm bậc nhất, đúng không? Được chưa? Đấy. Thì nó là một đường thẳng. Đấy. Ở đây omega là dương thì đường thẳng này là đồng biến nhá, đồng biến. Tùy theo giá trị ban đầu mà đường thẳng này nó có thể nằm trên, nằm dưới trục OT. Nằm trên khi nào? Các bạn comment giúp thầy. Khi nào thì thầy có cái đường này? Khi nào thầy có cái đường này? Và khi nào thầy có đường này? Đấy. Và tại sao ba cái đường này lại song song với nhau? Các bạn biết không? Các bạn comment giúp thầy. Comment giúp thầy. Đây thầy đang nói rõ hơn một chút về đồ thị của pha theo thời gian. Các bạn nào biết không? Khi nào thì ra đường số 1? Khi nào ra đường số 2? Khi nào ra đường số 3? Và tại sao thầy lại không vẽ hết bên này mà thầy lại chỉ vẽ có một nửa bên này thôi? Có ai biết không? Rõ ràng là môn toán, đúng không? Môn toán thì học đồ thị hàm số y bằng ax cộng b thì nó là đường gì, đúng không? Nếu hệ số a mà lớn hơn không thì là đường này. Mà tại sao thầy lại không vẽ như thế này mà thầy lại chỉ vẽ có một nửa thôi? Đúng rồi, cái đường thứ nhất được cắt trục tung tại đâu thì chính là giá trị phi. Về trường hợp này là phi nó dương. Đúng rồi, chúng ta không lấy bên này đơn giản là vì t là không bao giờ âm. Đúng chưa ạ? Đúng rồi, tốt. Tiếp tục, cái chỗ này là đi qua gốc thì nghĩa là phi nó bằng 0. Còn chỗ này nó ở phía dưới âm, tức là phi nó bé hơn 0. Đúng không? Đây cũng là phi và phi bé hơn 0. Ba cái đường này thầy đang vẽ với các giá trị phi khác nhau. Nhưng mà nó song song với nhau được vì sao? Là vì nó chung một cái hệ số góc, chính là omega. Đúng không? Hệ số góc của đường thẳng. Đây. Ví dụ, góc này trong môn toán chương trình lớp 9, đúng không? Tan alpha nó chính là hệ số góc của đường thẳng. Y bằng AX cộng B thì tan alpha chính là bằng A. Thì đây cũng vậy thôi. Hệ số góc của cái đường thẳng biểu thị pha theo thời gian. Đấy, nó chính là tan beta. Tan beta chính là cái gì các bạn? À, chính là omega. Các bạn nhớ nhá. Tan beta chính là bằng omega. Đấy. Nhớ chưa? Và phải biết cái này để sau này gặp những cái bài toán về đồ thị của pha theo thời gian. Còn nhớ lại những gì thầy Vượng nói, các bạn dùng kiến thức toán học nền tảng của lớp 9 để đánh giá được cái đồ thị của pha theo thời gian. Nó là đường thẳng đồng biến. Ok chưa? Hệ số góc của đường thẳng này chính là omega, là tan của góc hợp bởi của đường thẳng với trục hành OT. Học được cái này thì cái khác sau này cũng tương tự mà làm. Các bạn hiểu chưa? Các thanh niên, đây là cái mà thầy mở rộng thêm khi chúng ta nghiên cứu về pha.
Các bạn ơi, các bạn hiểu thêm cái này chưa? Ở đây là đánh giá toán học, đúng không? Cái nội dung này là đánh giá toán học. Đấy. Về pha của dao động. Các bạn hiểu chưa? Và sau này các bạn có thể làm tương tự với trường hợp khác nhá. Được chưa? Được chưa? Đấy. Quá đầy đủ đúng không? Quá đầy đủ. Học có chán không? Comment nào có chán không? Để thầy cho đi ngủ nào. Có chán không? Đấy là xong rồi đấy. Đó là xong toàn bộ nhá. Thầy đã phân tích rất là đầy đủ toàn bộ về các cái đại lượng cơ bản của một dao động điều hòa rồi nhá. Cái phi này là pha ban đầu, đương nhiên dễ hiểu rồi, lì vì khi cho t bằng 0 đúng không? Khi cho t bằng 0, được chưa? Lắp vào đây, được chưa nào? Thì nó chính là ra cái thằng t bằng 0 thì alpha nó bằng phi đúng không? Thì nó là pha ban đầu. Ban đầu tức là lúc t bằng 0 thôi. Thì cái pha ban đầu này nó có thể là dương, có thể âm đúng không? Thế này, có thể là dương này, có thể bằng 0 này, có thể âm này, đúng không? Đấy. Được chưa? Chúng ta cố gắng thêm một chút nữa để thầy nói nốt cái phần số 2, phần số 3 và phần số 4. Rồi chúng ta làm bài tập là ổn rồi. Hôm nay là học thế là nhanh hơn buổi hồi buổi trước thầy dạy đấy. Chúng ta cố gắng nhá. Chúng ta cố gắng nhá, chúng ta cố gắng thêm cái phần vận tốc, phần gia tốc, phần hợp lực nữa thôi là mình làm bài tập. Được chưa ạ? Nhá. Nhưng mà trước khi sang cái phần 2, 3, 4 này thì thầy hỏi lại một câu cuối cùng. Toàn bộ cái nội dung về khái niệm dao động tuần hoàn, các đặc điểm của dao động tuần hoàn, các công thức đặc trưng, rồi dao động điều hòa, nhận biết một hàm điều hòa, đồ thị của hàm điều hòa. Đấy, được chưa? Rồi các đại lượng trong hàm điều hòa này nó có tính chất đặc điểm toán học như thế nào? Các bạn hiểu hết chưa? Để thầy sang phần tiếp theo. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Được chưa? Ok, cảm ơn các bạn nha. Ok, cố gắng tập trung cho thầy nha. Cố gắng tập trung xem đều thầy nha. Sâu mặt đi thầy, cái thằng đoàn kia đó. Quánh không phát rồi chứ thầy lan điện thoại sao sâu mặt được. Ok, bây giờ ta đi phân tích tiếp. Này, ta phân tích tiếp nha. Như thầy vừa chỉ cho các bạn đấy. Khi xét đến một vật dao động đúng không? Được chưa? Đấy. Thì ta nhận biết được là nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo là một đoạn thẳng đúng không các bạn? Này, được chưa? Đấy. Vậy bạn nhớ khái niệm quỹ đạo ấy nhá. Ok chưa? Quỹ đạo nó là một đoạn thẳng. Đấy. Bạn đã nhớ rồi đúng không? Bạn đã nhớ rồi. Đoạn thẳng này có chiều dài là L đúng không? Chiều dài L bằng mấy lần A đây? Từ đây đến đây đúng không? Từ đây đến đây này. Đấy, chính là chiều dài quỹ đạo bằng 2 lần A này nhá. Thế giờ ta mới phân tích này. Khi nó ở một cái vị trí x, ví dụ vị trí m vào thời điểm t thế này. Đấy. Thì chúng ta cần phải đánh giá được cho thầy là vận tốc của nó là bao nhiêu và đang đi theo hướng nào. Đấy. Tức là vào thời điểm t nó ở vị trí mt. Đấy. Được ứng với tọa độ là xt là bằng a cos omega nhân với t cộng phi, đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta cần phải xác định được cho thầy vận tốc khi đó. Thì ta nhớ này, không cần phải chứng minh nữa, cứ cần hiểu thầy. Vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Đấy. Thế bây giờ ở môn toán của các bạn nhé. Môn toán của các bạn. Giờ nói môn toán này. Môn toán nhá. Môn toán của các bạn này. Bạn nào còn nhớ đạo hàm không? Đạo hàm nào?
Ví dụ nhá, thầy cho hàm số y bằng cos x nhá. Thì y phẩy theo x bằng bao nhiêu? Comment. Ai nhớ cái thức đạo hàm không? Học thì học kỹ này thôi, nhưng mà sau khi đã hiểu rồi thì bạn nốt lại. Thầy đã nói diễn giải cho các bạn mà. Giống như cục bông ấy, sau khi bạn đã hiểu rồi đấy, bạn bóp cục bông lại ấy thầy, thì kiến thức nó đọng lại bằng quả nho. Các bạn cứ yên tâm, bây giờ phải hiểu trước. Ờ đúng rồi, đạo hàm nó bằng trừ sin x, đúng không? Đây là về đạo hàm theo x nhá. Thế tương tự này, nếu thầy có hàm số y bằng cos u x, tức là cái này nó là một hàm số của x ở bên trong hàm cos. Y phải bằng gì? Các thanh niên, y phải bằng gì? Thế cái này thì sao? Cái trường hợp này thì sao? Cũng đạo hàm theo x. Đấy. Thì cái này bằng bao nhiêu? Ờ, trừ sin u là hàm của x, đúng không? Đủ chưa? Còn chưa xong đúng không? Đấy, Khải bị nhầm rồi. Nếu mà trừ sin u là không đủ. Đúng rồi, Mai nó đúng rồi. Phải nhân thêm với gì? Phải nhân thêm với u phẩy theo x. Đấy, thì muốn xác định được cái này thì ta cần phải biết cái hàm của ux là hàm gì. Được chưa? Thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ ux của chúng ta có dạng là bằng a nhân x y cộng b. Ok chưa? Thì ta có này, y phẩy, được chưa, theo x bằng trừ sin nha. U là cái này vẫn giữ nguyên là ax y cộng b nhân với ax y cộng b phẩy theo x. Được chưa? Cái này là hàm bậc nhất của x. Vậy thì khi đạo hàm, cái này thì b nó bằng 0, nhưng mà a nhân x thì đạo hàm bằng chính a. Vậy a là hằng số đưa ra ngoài. Được chưa? Vậy cái này chính là bằng a. Bây giờ thầy sắp xếp hằng số đứng trước, dấu trừ đứng trước, thì là trừ a nhân với sin của ax y cộng b. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đúng rồi, đấy nhá, rất là tỉ mỉ rồi nhá. Đứa nào mà học dốt toán nhá thì gặp thầy Vượng hôm nay coi như cũng thông não về đạo hàm rồi nhá. Ok chưa? Đấy, may mà thầy Vượng cũng dạy cả toán đấy, không có thì không biết truyền đạt thế nào cho các bạn hiểu. Chúng ta hiểu hết chưa? Bây giờ ta áp dụng. Áp dụng nào? Ở đây là hàm số theo thời gian chứ không phải là hàm số của x nhá. Việt Đức vẫn dốt à? Lại chăm gió với thầy vừa thôi. Nào, ở đây là, ở đây chúng ta có hàm này là hàm của thời gian. Được chưa? Đây là hàm của thời gian, tức là u theo t. Đấy, u theo t là hàm bên trong cos này. Vậy đạo hàm của cos u thì bằng trừ, đúng không? Cái a này là hằng số ta giữ nguyên. Đấy. Trừ, đạo hàm của cos thì bằng trừ sin. Đấy, bên trong là omega t cộng phi vẫn viết lại. Đấy. Rồi nhân u phẩy theo t, tức là omega t cộng phi phẩy theo t. Đấy. Thì cái này là hàm bậc nhất của thời gian, nên đạo hàm theo thời gian thì cái thằng phi này mất, và thằng omega nhân t chính là ra omega. Chúng ta sẽ viết đưa ra đằng trước là trừ a omega nhân với sin của omega t cộng với phi. Đấy. Ok chưa? Đây. Bây giờ nhớ thôi. Đấy, đúng không? Nhưng mà thầy nói các bạn rồi, khi mình đánh giá về hàm điều hòa, đúng không, thì mình phải dạng chuẩn. Mình phải chuẩn nó về cốt. Chuẩn nó về cốt. Được chưa? Thì chúng ta nhìn này, đưa dấu trừ vào trong nha, đưa dấu trừ vào trong thì là sin omega t cộng với phi. Cộng với mấy? Cộng với bi. Là vì nó lẻ ra bi nhá, lẽ ra bi thì nó phải có dấu trừ. Phải đưa dấu trừ vào trong thì cộng thêm bi, đúng không? Nhưng mà thầy vừa dạy cho các bạn, từ sin muốn đổi về cos thì ta cần phải bớt góc này đi bao nhiêu? Đi bi trên 2. Thì là omega t ta đổi lại là sin thành cos, đúng không? Và góc này ta bớt đi bi trên 2. Cộng phi cộng với bi mà trừ bi trên 2 thì thành cộng bi trên mấy? Bi trên 2. Ok chưa các thanh niên? Các bạn ơi, hiểu chưa?
Các bạn ơi hiểu chưa? Nào có ai thắc mắc cho thầy là tại sao có cái này chưa? Hết thắc mắc nha. Hôm trước có rất nhiều bạn inbox cho thầy hỏi: thầy ơi tại sao ra thế này? Để chứng tỏ là do các bạn học toán nó bị quên nhiều, đúng không? Thì may mà có thầy Dự đã giảng lại hôm nay rồi nhá. Các bạn ơi, ổn chưa? Comment giúp thầy. Được chưa? Nào, có ai thắc mắc gì về cái này nữa không? À các bạn ơi giúp thầy share đi. Thầy quên mất. Có bạn nào giúp thầy share cái bài này về bên group 204 toán lý hóa chưa? Nào bạn nào giúp thầy share cái này về 204 toán lý hóa chưa nhở? Hình như là các bạn chưa share giúp thầy rồi. À đây rồi, có bạn Vũ Di vừa mới share xong này, cũng có Mai cũng vừa mới share xong này. Ok, đấy nãy giờ thầy quên bảo sao mà bọn nó hỏi thầy chưa like à. Khổ quá, không để ý gì hết, thầy đang like nãy giờ rồi. Huỳnh Gia An à, thầy ơi cái khúc chuyển dấu trừ vào xong mình xài trừ bi được không? Được em nhé, được. Nhưng mà khi mà xài trừ bi vào ấy, Gia An này, Gia An hỏi thầy đúng không, là nếu xài cái này là trừ bi được không? Thì giải thích thêm cho bạn Gia An một tí nhé. Nếu em xài theo kiểu là đưa trừ bi thì nó cũng không sai. Đây, là sin của omega t em cộng với phi rồi em trừ đi bi đúng không? Và khi em đổi sang cos này thì sẽ là cos omega t em cộng với phi, em trừ bi rồi trừ trên bi trên 2 thì là trừ 3 bi trên 2. Thế thì em để ý nhá. Nếu em xét ở một thời điểm t bất kỳ đúng không? Được chưa? Không thì em xét thời điểm ban đầu đi, thời điểm t bằng 0 đi. Thời điểm mà em vẽ cái góc này, em nhìn thấy góc bi trên 2 không? Và góc trừ 3 bi trên 2 không? Em học vòng tròn lượng giác rồi đúng không? Đấy các bạn nhớ không này? Đây. Nếu vòng tròn lượng giác này thì trục này là trục cốt này. Đây là một đơn vị này. Đúng không? Thì tọa độ gắn vào là âm 1 này. Một này, ok chưa? Thì em để ý này, em thấy góc bi trên 2 là góc này đúng không? Góc này góc bi trên 2 không? Gia An, hiểu này không em? Đây, góc này góc bi trên 2 đúng không em? Hay là alpha tại thời điểm t bằng 0 là bi trên 2 không? Đúng chưa? Đây là bi trên 2. Đấy, thế còn góc trừ 3 bi trên 2 nè, khi em lấy ngược kim đồng hồ là góc dương, nhưng khi em lấy góc âm đấy thì lại phải lấy theo chiều kim đồng hồ. Đấy thì cái này là một âm bi trên 2 này, âm bi này, thì đây là thế là âm 3 bi trên 2 không? Đấy, góc này của em cũng chính là âm 3 bi trên 2 không? Nhưng mà em để ý không, cả hai góc này nó đều được thể hiện bằng một vector quay là vector OM. Đấy, thế thì người ta sẽ chọn cái góc sao cho cái bộ lớn của nó bé hơn 2 bi để viết cho nó gọn. Thì cái đó em sẽ viết là alpha là bi trên 2, nhưng em không viết là alpha là trừ 3 bi trên 2 nữa, là vì hai góc này nó đều thể hiện giá trị lượng giác là như nhau, nên đâm ra là chúng ta sẽ để dạng bi để ta đánh giá cho nó đẹp, cho nó gọn. Có nghĩa là khi đó vận tốc nó cũng là biến thiên điều hòa, được chưa? Với tần số góc là omega, nó nhanh pha hơn ly độ một góc là bi trên 2. Đấy, nhớ nhá, nó chỉ có vậy thôi. Ok chưa Gia An, hiểu chưa? Đấy, thế thôi, đúng không? Thế thì tiếp tục nhá. Chúng ta cũng làm tương tự như với cái thằng vận tốc, à, với thằng ly độ, đúng không? Nó là hàm điều hòa. Thì cái hàm cos này cũng trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Thì bạn thấy cái thằng omega A này là dương này, đúng không? Thì omega A này nó cũng chính là biên độ của vận tốc V. Nó cũng chính là giá trị cực đại của vận tốc V, đúng không? Mà ta thấy ngay là V của chúng ta về mặt giá trị nó lớn hơn hoặc bằng trừ A omega và nhỏ bằng A omega. Các bạn nhớ nhá, khi đặt giá trị là A omega thì
thì nó là giá trị cực đại, được chưa? Và giá trị cực đại đạt được là khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Các bạn đã cần thầy chỉ rõ hơn tại sao như vậy không? Các bạn ơi, comment. Comment nào, có cần thầy chỉ rõ hơn cho các bạn là tại sao Vmax lại đạt được tại cân bằng, tức là tại x chỉ bằng 0 theo chiều dương không? Các bạn cần giải thích thêm cái này không? Tức là chúng ta sẽ chuyển hết về x chỉ để chúng ta quan sát ấy. Chúng ta muốn biết được Vmax ở đâu, chúng ta phải chuyển về về x chỉ. Cần luôn à? Cái này vẫn cần à? Các bạn comment nếu cần thầy giải thích thêm không? Ôi, cái này mà các bạn cũng cần á. Nhiều bạn cần này, nhiều bạn cần cái này mới lạ chứ. Thôi rồi, đây này, thầy làm nhanh mẫu cho một cái nhá, mẫu cho một cái nhá. Chứng tỏ là nhiều bạn quên hết lượng giác rồi đúng không? Nào, chúng ta có này, Vmax đúng không? Vmax này, khi và chỉ khi cos này bằng mấy các bạn? Cos omega t cộng phi đúng không? Cộng b trên 2 bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Bằng 1. Thế cos mà bằng 1 này, cos bằng 1, đây là trục cos này, để cho cos bằng 1 là tại đây này, thì khi đó cái góc cũng là trùng với cái vector, thể hiện là trùng luôn đúng không? Thì nghĩa là góc này bằng 0 này, để cả góc này nó bằng 0. Đấy, từ đó suy ra thầy là omega t cộng với phi cộng với b trên 2 nó bằng 0 đúng không? Nhưng mà lại lấy lượng giác, khi lấy nghiệm đấy thì chúng ta lại phải lấy bội vòng, vậy là 0 cộng với 2 kb đấy, được chưa? Từ đó bạn suy ra được góc này, suy ra omega t cộng phi thì nó sẽ là bằng trừ b trên 2 cộng với 2 kb đấy. Tức là ra góc này đúng không, ra góc này, được chưa? Là khi đó là ra góc này các bạn này, đây là góc trừ b trên 2 này, cứ cộng 2 kb lại về đây, ok chưa? Mà ta lại có khi đó là x chỉ bằng gì? Khi đó x chỉ là bằng a cos omega t cộng với phi, thì em thay góc này vào, thay góc này vào đây, giờ thì cos của trừ b trên 2 là bằng 0 chưa, đúng không? Đấy, đúng chưa? Bằng 0 chưa? Như vậy là tại vị trí cân bằng không? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, và tại sao lại theo chiều dương? Là vì v nó dương. Cái này là lớn hơn 0 mà, đúng không? Cái này là vì omega A là lớn hơn 0. Vậy thì V nó lớn hơn 0 thì theo chiều dương, còn V bé hơn 0 theo chiều âm. Hiểu vấn đề chưa? Tương tự như vậy, V min nó bằng trừ A omega. Xảy ra khi nào? V min thì xảy ra khi và chỉ khi là cái cos omega T cộng phi cộng với B trên 2 đúng không? Nó bằng mấy? Nó bằng âm 1, được chưa? Đấy, có nhiều cách giải thích lắm. Các bạn cố gắng dùng cách nào cũng được, hoặc là dùng chỗ này này, dùng chỗ này này. Đó, V min khi mà chỉ khi là cái thằng sin này bằng mấy? Sin omega t cộng phi bằng mấy? Bằng mấy các bạn nhỉ? Bằng dương 1, đúng không? Thế ta lại có là sin bình cộng với cos bình thì bằng 1. Vậy thì khi đó thì cái cos này bằng 0. Đấy, cho thì nó suy ra x thì nó cũng bằng 0. Nhưng mà vì đây là bị âm, ở đây là trừ a omega, ở đây là omega a trừ omega a nó bé hơn 0, nên suy ra v nó bé hơn 0, tức là phải đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Đấy, đây là mặt giá trị, các bạn không bao giờ được phép bị nhầm. Ở đây là giá trị, các bạn nhớ nhá, giá trị. Đấy, thế còn khi bạn lấy độ lớn này thì thành tốc độ. Đấy, thầy biết rất là đầy đủ luôn trong tài liệu, đọc phát là hiểu luôn. Chứ còn thầy giảng chỉ là để phụ họa thêm cho các bạn sâu hơn thôi. Chứ còn thực ra bạn đọc phát bạn hiểu luôn. Đấy, cái lợi thế của các bạn khi học với thầy là thế. Tài liệu nó chỉnh chu cho các bạn từ A nhép luôn và giảng rất là chi tiết. Thì đến nỗi bạn nào dốt lắm cũng không học được. Quan trọng là bạn có đủ chắc hay không.
Được chưa các bạn? Đây, tốc độ chính là độ lớn của vận tốc. Đấy. Mà đã là độ lớn nhá, đã là độ lớn. Nào, độ lớn thì sao? Thì bạn thấy không? A, à, omega đúng không? Dùng cái này đi. Nhân với trị tuyệt đối của sin omega t cộng phi. Đấy. Thì độ lớn này lớn nó bằng 0 đúng không các bạn? Đấy, xảy ra khi mà chỉ khi sin bằng 0 và nó sẽ bé hơn bằng gì? Omega a. Đấy, khi mà chỉ khi cái sin này bằng cộng trừ 1. Đúng chưa? Là vị trí tuyệt đối mà. Thì bên trong là cộng trừ 1 được. Đấy. Thì bạn thấy không? V min có độ lớn này tại hai biên. Đấy, tức là khi đó vật nó dừng lại tại hai biên ấy. Đây. Tại hai biên đúng không? Biên âm và biên dương. Đấy đấy. Thì chỗ này là V bằng 0. Vật nó dừng lại. Ở chỗ này V nó cũng bằng 0 thì nó phải dừng lại. Nó dừng lại thì nó quay đầu về đúng không? Nó đi đến biên này thì nó phải quay đầu lại. Đúng chưa? Bây giờ các bạn đang đi trên đường cũng vậy thôi. Bạn muốn đi mà muốn quay đầu lại đấy, ngay trên một đoạn thẳng, à trên một đường thẳng, muốn quay đầu lại thì là phải giảm tốc. Phải giảm tốc về 0 và mới quay đầu xe lại được. Trừ khi là bạn chơi bẩn là bạn đi vòng. Nhưng mà trên một đoạn đường thẳng thì không thể có chuyện vòng được. Vòng là ngã xuống sông ngay. Nên tốt nhất là phải dừng xe lại rồi vác xe quay đầu lại. Đấy, thì đây là như vậy đây. Phải khẳng định luôn cho thầy. Vật đối chiều chuyển động khi nào? Khi V bằng 0. Nhớ chưa? Đấy. Còn độ lớn cực đại nào? Thì nó chính là khi xảy ra cái sin này bằng cộng trừ 1. Sin bằng cộng trừ 1 nhá, thì cos nó cũng bằng 0. Đúng không? Vì đơn giản như sau này. Sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Cứ hiểu này cho đơn giản này. Đúng không? Có phải là khi sin nó bằng cộng trừ 1. Đấy, bình phương lên thì cái cos này bằng 0 không? Mà cos bằng 0 thì đương nhiên là x chỉ bằng 0 chưa? Ở trong trường hợp này là độ lớn thì mình không đánh giá được cái dấu của nó. Được chưa? Nên đương nhiên là nó sẽ xét theo cả hai chiều. Đấy, một là đi theo chiều dương, hai là đi theo chiều chủ âm. Các bạn ơi, hiểu và hiểu chỗ này chưa? Ok chưa các thanh niên? Comment. Comment các bạn ơi, hiểu chưa? Nào, những thanh niên mới tìm hiểu về lý nào, mới học đầu tiên về hàm điều hòa này, ok chưa? Đấy là làm mẫu cho một cái rồi, rồi cái khác có tự làm được không? Được chưa? Thế thôi nhá. Được chưa? Hiểu rồi thì các bạn tự làm tương tự này. A là đạo hàm của vận tốc. Các bạn chỉ cần hiểu thế thôi, còn cách, còn tại sao là như vậy thì không cần quan tâm. Được chưa? Không cần quan tâm nữa. Đấy, nhớ nhá. Bạn nào quan tâm thì lên YouTube xem lại bài của thầy. Được chưa? Còn không, bây giờ bạn chỉ cần nhớ đạo hàm cấp 1 của V thì chính là đạo hàm cấp 2 của X theo thời gian. Đấy. Bạn đạo hàm 2 lần cho thầy. Đạo hàm 1 lần ra sin, trừ sin, đạo hàm tiếp sin thì ra cos. Được chưa? Nhưng mà omega lại nằm bên trong, đưa ra ngoài lần nữa thì thành a omega bình. Đấy, và cos lại quay trở lại. Thế cả cái này của chúng ta chính là x chỉ. Cả này là x chỉ. Được chưa? Thì bạn sẽ có được công thức liên hệ giữa a và x nha. Là a bằng trừ omega bình phương x. Đây. Đấy. Mà dấu trừ thì chúng ta không thích để ta đưa vào trong, để ta đưa về chuẩn của hàm cos thì ta thêm bi vào. Đấy. Thì ta đánh giá được ngay gia tốc nó cũng biến thiên điều hòa với cùng tần số góc chưa, với x với v chưa, nhưng mà nó lại sớm pha hơn vận tốc này. Vận tốc chỗ này là cộng bi trên 2, nhưng mà gia tốc chỗ này là cộng bi thì nó sớm hơn một góc là bi trên 2 chưa. Đấy, đúng chưa? Và đương nhiên là nó ngược pha với lý độ, là vì nó có cái dấu trừ đây, nó có dấu trừ đây, hay là có thằng cộng bi đây, mà lý độ thì là cộng phi, thằng này thì cộng thêm bi thì là ngược pha. Còn về mặt giá trị thì các bạn nhớ này, đây thầy viết thiếu dấu trừ. Đấy. Lớn bằng trừ a omega bình đúng không? Bé lớn bằng a omega bình đúng chưa? Max là chỗ này chưa? Max đây. Max khi nào? Hả? Trừ omega bình phương x. Max khi x chỉ này nó phải min. Là x chỉ bằng âm a. Biên âm chưa? Đấy. Thế còn min nào? Min là khi nào? Khi x chỉ bằng dương a, tức là tại biên dương chưa? Đấy, dương a thì nhân vào đây thành dấu trừ đúng không? Đấy. Đây là về mặt giá trị, cũng không được nhầm nhá. Đây là giá trị. Đấy.
Giá trị là giá trị toán học, giá trị hàm số, có đúng quy trình mà làm thầy. Còn về mặt độ lớn này, độ lớn đúng không? Độ lớn, đấy, độ lớn thì là chi tuyệt đối, được chưa? Thì cái này thì chỗ độ lớn của A thì ta gọi là độ lớn của A thôi chứ không có tên khác. Nhưng như trên đấy thì ta còn có thể gọi độ lớn của V, độ lớn của V đấy, được chưa? Thì ta còn gọi tên khác là tốc độ. Nhưng mà thằng gia tốc này thì chả có tên nào đâu, ta cứ gọi cho thầy là độ lớn của A. Vậy độ lớn của A max khi nào? Khi x thì max. Đấy, độ lớn của A thì bằng omega bình nhân độ lớn của x. Đấy, thì đương nhiên là cái này nó max khi và chỉ khi x thì nó bằng bao nhiêu? X thì nó bằng A đúng không? Hoặc là âm A nữa, tại cả hai biên. Đấy, được chưa? Còn nó min là khi nó bằng 0. Các bạn nhớ nhá, chỗ này rất dễ hiểu rồi, ok chưa? Còn các công thức liên hệ thì cái này các bạn tự suy được chứ, đúng không? Vì sao? Chúng ta nhìn này, tại sao có hai công thức này thì nói luôn, đây là công thức chúng ta rất hay dùng, các bạn nhớ nhá, rất hay dùng luôn, mà dùng là dùng cực nhiều luôn đấy, dùng cực nhiều cho cái bài toán về mối liên hệ của biên độ với các giá trị cực đại. Đây, các bạn thấy không? Đây ta có này, A max, chúng ta vừa có ở trên đúng không? Omega bình nhân A lớn này, chúng ta lại có V max này bằng omega nhân A này. Thế bạn thấy không? Cái thằng trên hơn thằng dưới một thừa số không? Bạn có thể viết lại này bằng omega nhân A nhân omega. Đấy. Thì cái này là V max không? Thì không phải là omega bằng A max chia cho V max à? Đúng chưa? Đấy. Còn bạn bình phương cái này lên này, bạn bình phương cái này lên nhá. Thì ta có V max bình này. Thì là bằng omega bình nhân A bình không? Đấy. Thì bạn thấy là gì? Thằng này thì bạn tách cho thầy một cái nhá, là bằng omega bình nhân A rồi nhân với A không? Thì cái này là A max không? Thì bạn lấy V max bình bạn chia cho A max thì ra A lớn không? Đấy. Cái này hiểu là tự suy ra được, là vì bất di bất dịch các bạn học, bạn phải cần nhớ được cho thầy rất đơn giản thôi. X A cos omega t cộng phi. Sau khi đã hiểu rồi, V bằng x phẩy, nhớ luôn A omega cos omega t cộng phi cộng b trên 2. Đấy. Bây giờ các bạn phải nhớ thế này thôi. A bằng V phẩy bằng x chỉ 2 phẩy bằng trừ omega bình phương x, rồi lại bằng A cos omega t cộng phi cộng với b. Đấy. Omega bình chứ. Được chưa? Đấy. Thì bạn nhớ đây là max. Đúng chưa? Chỉ vậy thôi nha. Rồi lực hợp lực thì theo định luật 2 Newton. Đấy. F bằng M nhân A. Đấy. Nhớ chưa? Đấy chính là hợp lực tác dụng định vật theo định luật 2 Newton. Đấy thì bạn thay A bằng trừ omega bình phương x thì ta mới thấy một điều này. Ta mới nhận xét này. Khi x mà dương. Đấy. Thì F nó bị gì? F nó bị âm. Đấy, F âm thì cái lực nó lại phải ngược chiều với chiều dương. Đấy. Còn khi x mà âm. Đấy. X mà âm thì F lại dương. F dương thì cái vector F lại phải cùng chiều với chiều dương. Đấy. Và bạn thấy không? Trong suốt quá trình dao động của vật thì cái thằng F này nó luôn luôn hướng về ô. Đấy, luôn luôn hướng về ô nhá. Hướng về ô ấy thì người ta còn gọi là lực kéo về. Đấy, được chưa? Hay còn gọi là lực hồi phục, tức là phục hồi lại cái vị trí ban đầu, vị trí cân bằng của nó, hay là kéo nó về vị trí cân bằng thì ta gọi là lực kéo về hay gọi là lực hồi phục. Các bạn nhớ tên gọi nhá. Đấy, và lực này bạn thấy không, chỉ cần lấy M nhân với A là xong. Đấy, mà gia tốc A ta vừa mới có rồi đúng không? Được chưa? Là bằng omega bình nhân với A nhân cos omega t cộng phi cộng b này, thì nhân lấy M vào xong. Đấy, và ta khẳng định ngay là nó ngược pha với thằng x thì là gì, có dấu trừ này. Đấy. Được chưa? Tính chất này luôn hướng về vị trí cân bằng. Đấy. Như vậy là gì? Một nửa bên này thì F nó âm, nửa bên này thì F nó dương. Nhưng mà tại cân bằng thì đổi dấu. Đấy, bạn nhớ nhá. Tại ô thì F nó đổi dấu. Đúng chưa? Đấy. Tức là đổi gì? Đổi chiều. Thế thôi. Các bạn cứ nhớ nhá, đổi dấu với đổi chiều là như nhau. Đúng không? Được chưa? Ví dụ vận tốc
vận tốc nó bằng 0 tại đây. Thế tại đây thì vận tốc nó cũng sẽ đổi dấu, nó chuyển từ đâu? Ví dụ đi từ bên trái sang bên bên phải sang bên trái rồi quay đầu lại đúng không? Thì tại đây V nó bằng 0 này. Đấy. Đấy, V nó bằng 0 thì nghĩa là vật nó sẽ đổi chiều chuyển động. Các bạn cứ nhớ thầy, đổi dấu cũng chính là đổi chiều. Đó là khi chúng ta đánh giá một cái đại lượng vector. Các bạn nhớ nhé. Thì ta sẽ phải quan tâm đến cả về mặt giá trị của nó, về mặt chiều của nó nữa, đúng không? Chưa, ta hiểu vấn đề chưa? Comment. Đấy, đó là những cái căn bản, cái nền tảng của dao động điều hòa. Chưa, thầy đã nói rất là chi tiết cho các bạn rồi. Thì hy vọng các bạn xem kỹ cái like này rồi thầy. Được chưa? Để ta có được cái nền tảng, có cái gốc rễ đã. Rồi sau đó ta mới phát triển được cái khác. Các bạn ơi, các bạn hiểu hết bài chưa? Comment giúp thầy. Để chúng ta làm cho thầy 30 phút bài tập. Đấy, thầy không yêu cầu nhiều. Thầy chỉ yêu cầu đến mức độ này thôi. Thế còn những cái khác phát triển thêm rồi thầy sẽ nói thêm. Được chưa? Trong quá trình làm bài tập thầy sẽ bổ sung dần. Đấy, còn bây giờ về cái nền tảng căn bản bạn sẽ cần nắm sơ lại thầy được rồi. Ok, chúng ta hiểu bài chưa? Có ai thắc mắc gì nữa không? Cho các bạn cơ hội để hỏi lại đấy. Cho các bạn để hỏi lại đấy. Ai cần hỏi lại thì cứ hỏi đi. Được chưa? Còn những cái này, được chưa? Trong quá trình làm bài tập trắc nghiệm là những cái thầy bổ sung dần. Được chưa? Cái này thì các bạn đọc vậy cũng hiểu ngay, chỉ là cái kết luận thôi. Đấy, kết luận. Đúng không? Rồi cái tính chất nhanh dần và chậm dần. Được chưa? Trong quá trình dạy làm bài tập thầy cũng sẽ nói. Tức là chúng ta không cần phải học hết toàn bộ lý thuyết, mà chúng ta chỉ học những cái nền tảng. Rồi trên cơ sở đó chúng ta hiểu được bài, chúng ta sẽ phân tích ra được những cái khác phát triển thêm. Đấy. Còn cái phần này cũng vậy thôi, trong quá trình diễn giải thầy sẽ nói tiếp khi làm bài tập. Ok, thầy thấy cũng hằng minh rồi, ok. Hiểu rồi đúng không? Các bạn hiểu rồi là ok rồi. Rồi. Nào, bài tập để tao củng cố lại toàn bộ kiến thức vừa rồi. Rồi sau khi làm bài tập xong thầy sẽ tóm gọn lại cho các bạn để bạn ghi nhớ thêm. Bạn nào mà mất gốc đấy hoặc là quá chậm đấy, được chưa, thì cứ báo thầy, thầy giảng kỹ thêm cho, không phải ngại nhá. Chậm mà chắc, các bạn cứ nhớ nhá, chậm mà chắc, không cần phải ẩu quá đâu, ẩu giờ mà sai lý thuyết lại sau này khổ đấy. Rồi ta bắt đầu làm bài tập đi các bạn, gọi hết chúng nó vào đi. Nhanh lên nào, làm 50 câu bài tập xong để còn đăng ký mà lấy tài liệu chứ. Gọi hết chúng nó vào đi, nhanh lên. Năm mươi câu lý thuyết thôi mà, mai mình làm bài tập lo gì, mai chúng ta còn buổi bài tập tính toán cơ mà. Rồi câu 1 rồi đấy, sau khi học xong thấy nó dễ quá không bị lừa đúng không? Thế mà hôm trước ấy, hôm trước mà thầy like cái buổi like 03 04 ấy, cái hồi cách đây 1 tháng cái này đấy, thì bọn nó sai luôn đấy, bọn nó sai, có những đứa sai câu này mới đau này đấy, thế mới dở hơi chứ. Rồi, cái câu A này là tần số này, được chưa, đi từ bên này sang bên kia, bên này sang bên kia, từ mép này các bạn phân bố đều, bạn thấy ngay không, từ từ mép này sang mép này là t trên mấy, t trên 2, nó chỉ có nửa chu kỳ thôi, ngắn nhất để trở lại vị trí ban đầu. Thầy lấy ví dụ nhé, ví dụ ngắn nhất để trở lại vị trí ban đầu nhé, mà nó không đạt được một chu kỳ đúng không, ta phải hiểu thêm đấy, không phải là chỉ cắm đầu mà khoanh đâu nhá. Ví dụ nhá, đi từ đây này, giờ bắt đầu gì chỗ này đi, nó bắt đầu T1 đi. Được chưa? Đấy, nó đi qua vị trí M theo chiều dương đúng không? Nó đến qua O đến A này. Đấy, sau đó lại quay trở về đâu? Quay trở về M. Như vậy là vị trí lặp lại chưa? Đấy, trở lại vị trí không? Vị trí ban đầu không? Nhưng mà cái thời gian T1 với T2 này nó còn chưa đủ một chu kỳ cơ. Đúng không? T2 trừ cho T1 nó đang bé hơn T. Đấy, muốn đạt được một chu kỳ ấy nó phải tiếp tục đi đến A. Đấy, sau đó quay trở về đây. Đấy, tức là x nó lặp lại nhưng mà v cũng phải lặp lại. Đấy, x v lặp lại. Đấy, ít nhất phải qua hai thằng này thì ta mới có được cái trạng thái lặp lại. Được chưa?
thì cái khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần trạng thái lặp lại thì nó chính là chu kỳ. Đấy, vậy các bạn nhớ nhá, chúng ta có hai cách định nghĩa chu kỳ, đúng không? Nhớ chưa? Hai cách định nghĩa chu kỳ. Một là thời gian, chu kỳ T chính là thời gian thực hiện hết một dao động toàn thuần. Thời gian thực hiện một dao động toàn phần. Các bạn nhớ nhá. Hai là khoảng thời gian nhỏ nhất. Đấy. Chu kỳ T nó chính là bằng khoảng thời gian nhỏ nhất. Được chưa? Trạng thái. Nhớ nhá. Lặp lại thế thôi. Ngắn gọn thế thôi, nhưng mà không cần phải chính xác đầy đủ ngôn từ. Ok chưa? Đấy. Câu 2 các bạn. Ôi rồi, nhanh thế. Bọn này không đợi thầy à, nhanh thế. Lớp vừa học xong mà thấy hiện nhờ. Vừa mới học được con tí mà gáy kinh thế. Gáy vừa thôi. Có chừng sai đấy. Gáy vừa thôi các bạn ơi, có sai thẳng cặng bây giờ này. Rồi, tần số. Đúng rồi, số dao động thì trong 1 giây. Nãy thầy vừa nói rồi, đúng không? Đấy, F bằng 1 trên T. Quá kỹ rồi. Câu 3. Trong dao động điều hòa thì ly độ, vận tốc, gia tốc là những đại lượng biến đổi. Biến đổi phải nhớ là biến đổi theo cái gì? Theo cái chân đồng hàng vào. Theo hàm sin hoặc hàm cosin theo thời gian. Đúng không? Đúng. Tất cả đều theo hàm sin và hàm cosin theo thời gian. Nhưng nó giống nhau cái gì? Giống nhau cái gì? Câu 3 các bạn sai rồi này. Câu 3 các bạn ơi, thận trọng nào, câu 3 thận trọng vào. Câu 3 các bạn sai nhiều quá các bạn ơi. Sai nhiều quá. Nãy thầy vừa mới nói xong mà. Nào nhìn hộ thầy xem nào. Nó giống nhau cái gì? Các bạn nhìn với ba cái hàm này giống nhau cái gì? Nhìn vào ba cái hàm này giống nhau cái gì? Nó chỉ giống nhau có thằng omega thôi. Các bạn thấy nó chỉ giống nhau thằng omega thôi này. Ôi rồi ôi. Được chưa? Đấy, như vậy là giống nhau về omega thì nó sẽ giống nhau về tần số. Giống nhau về tần số thì giống nhau về chu kỳ thì là C. Ôi rồi ôi, câu này mà còn bị sai là sao? Này, biên độ nó khác nhau mà. Nó thằng x max này là bằng a cơ mà các bạn. Đúng không? Còn thằng này biên độ là v max thì bằng omega a cơ mà. Đúng. Còn thằng này là a max thì bằng trừ omega bình phương a cơ mà. A omega bình cơ mà. Nhớ chưa? Các bạn hiểu chưa? Câu này mà còn sai được chứng tỏ là học không kỹ đấy nhá. Nói lý thuyết nãy giờ rồi vẫn còn sai được. Nào, câu số 4 này. Vật dao động điều hòa ly độ đạt giá trị cực đại khi nào? Nào, câu số 4 nào, 4 nào. Ly độ đạt giá trị cực đại, ta có này, x lớn bằng trừ a bé hơn bằng a, đúng không? Đấy, đây là x max này. Được chưa? 4B đúng rồi, ở biên dương. Tốt. Tiếp tục câu 5. Ly độ cực tiểu là chỗ âm A đúng không? Là biên gì các bạn? Biên âm. Nhanh hơn thầy xem nào, nhanh hơn đi nào. Ôi, làm cái này xong là hôm nay lý thuyết thành thần luôn. Ok chưa? Tiếp tục câu 6 nào. Câu 6. Rồi, vật cách xa vị trí cân bằng nhất cách xa vị trí cân bằng nhất thì là ở biên đấy, ở đâu, đúng không? Mình nhìn vào hiện tượng mình đánh giá được luôn thầy, đúng không? Đây, cách xa vị trí cân bằng thì nhìn vào hiện tượng này nó ở 2 mét này, đoạn này đúng không các bạn? Cách xa nhất một đoạn là a đúng không? Đấy, chờ phải là cách xa nhất là khi ở biên. Rồi, câu 7 mà có bạn làm sai này.
Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại à, V là bằng A omega. Được chưa? Đây là dương. Như vậy là qua vị trí cân bằng. Được chưa? Mà V lại dương thì là qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Đấy, câu 7 đứa nào mà còn sai, có chừng thầy nhá. Ok, 7C, nhiều bạn Phúc Lê Ông lại sai rồi. Phúc Lê Ông, Nam Việt đâu lại bị lừa rồi. Hai cái thằng này sao học hành ẩu thả thế nhở? Thằng Phúc với thằng Nam Việt đâu rồi? Học hành thế à? Chửi cho thằng cẳng bây giờ chứ. Có còn cu không để nướng cái nào? Hôm trước nướng cu hết rồi mà không chừa. Mua cu giả về dùng chưa hả? Nam Việt với Phúc Lê Ông. Câu này em đâu còn sai được nữa. Em đừng có tưởng em nhiều cu giả mà em thích comment bừa thì cho ăn đòn đấy nhá. Đọc cái gì, đọc nhanh, đọc cái thật nào. Câu số 8, cực tiểu trừ A omega bé hơn 0 cũng là ở vị trí cân bằng theo chiều âm. Ở câu 8 này là có thằng sai kìa. Ở câu 8 này, đứa nào thầy vừa thấy đứa nào câu 8 xong, vừa thấy đứa nào câu 8A xong lại xóa mất rồi. Lao nháo nhở. Nãy thế nào 8A mà đứa nào 8A khai báo xem nào. À, bực mình. Câu 9 nè. Nó là ai Khánh Thi? Nó là ai đấy? Đứa nào nãy câu 8A đấy? Vã ra vinh mồm thầy. Thằng nó phải cưa cu luôn chứ còn cắt thì đang còn dễ quá. Thằng này phải tùng xéo cu đi ạ. Học hành lắm nha, lắm nháo, giờ còn 8A. Câu 9 được chưa? Tốc độ này, độ lớn này, thấy chữ tốc độ chưa các thanh niên ơi? V max bằng A omega. Được chưa? Qua vị trí cân bằng. Đấy. Được chưa? Theo cả hai chiều nha. Vậy thì là cân bằng thôi. 9B. Rồi, không sai à, lần này có kinh nghiệm tốt rồi đấy. Câu 10, nhanh lên câu 10. Vật dao động điều hòa tốc độ cực đại, tốc độ là cực tiểu đúng không, độ lớn của V min đấy, đã hiểu rồi đúng không, bằng không. Bằng không là khi nó dừng lại đấy tại 2 mép pin đúng không, x chỉ bằng cộng trừ a. Đấy chưa? Ôi bọn này giờ giỏi nhờ, giờ không nào sai thì chửi cộng đúng không. Câu 11 đi. 11 nào. Vật dao động điều hòa gia tốc đạt giá trị cực đại. Bây giờ là gia tốc đúng không? Giá trị nhá, giá trị. Đấy. Được chưa? A max nó bằng A omega bình đúng không? Xảy ra khi và chỉ khi x chỉ bằng âm A đúng không? Được chưa? Thôi, thầy không muốn chửi đâu, mệt lắm. Làm đúng thì thầy được phải chửi. Ơ không, một đứa sai kìa, câu 12 này. Một thằng thì C, một thằng thì B này. A x bằng âm A là biên gì? Cái câu 11 này mà còn sai à? Hả? Cái thằng nhân đoàn kia? Hả? Đàn nhân, nhân đoàn là thằng nào đấy? Học hành thế à? Hả? Có Nguyễn Vân kia nữa? Hả? Vân Nguyễn, Nguyễn Vân nãy giờ không xem like à? Còn chưa phân biệt được thế nào là giá trị với độ lớn à? Sau này lấy chồng là có phân biệt được thế nào là trai, thế nào là chồng là BD hay là chồng là men không? Hả? Hả? Thật con gái ạ. Đã khó khăn, đã khổ rồi mà lấy chồng là càng khổ hơn nữa. Mà còn không phân biệt được chồng là trai hay gái lại càng chết với thầy nhá. Tập trung vào đây. Câu 12, gia tốc cực tiểu ngược lại thôi, ở biên dương. Có ai sai không? Có ai sai câu 12 không? Nhìn coi nào, 12B hết rồi à? Không có ai sai nữa à? Một lần sai ngu thôi, đừng sai lần thứ hai nhá. Lần một mà đã sai ngu thì có thể là em chưa biết, nhưng lần hai mà sai ngu ấy là thầy sẽ bới thằng cẳng nó đấy nhá. Đấm sao đấm được, bây giờ chỉ có chửi thôi. Đấm sao đấm được bọn này, nhà nó thế nào đấm, đốt nhà thì không đốt được, xéo cu thì không xéo được, còn bọn con gái thì cạo đầu vôi vôi cũng không làm được. Nào, gia tốc bằng không thì x bằng không đúng không, qua cân bằng. Câu 13D, ok. Câu 14D, chuyển động của vật đi từ vị trí biên. Đấy, từ vị trí biên. Ví dụ biên 5D
về vị trí cân bằng thì tốc độ v là tăng dần khi vật đi từ đây về đây. Được chưa? Rồi là câu 14 đi. 14 đi. 14 nào, 14 đi các bạn ơi. Đó là chuyển động nhanh dần. Đúng không? Đi từ hai biên nhá, từ hai biên về vị trí cân bằng. Đấy, thì là nhanh dần. Ok chưa? Không được dùng khái niệm đều nhá, không được dùng khái niệm đều. Được chưa? Nhanh dần. Được chưa? Khác nhanh dần đều. Được chưa? Nhanh dần đều có nghĩa là gia tốc A là hằng số thì là nhanh dần đều. Được chưa? Nhưng trong trường hợp này dao động điều hòa thì A nó là biến thiên. Được chưa? Nên trong dao động điều hòa không bao giờ được dùng khái niệm là nhanh dần đều hay chậm dần đều, mà chỉ có nhanh dần hoặc chậm dần. Chậm dần là khi đi từ cân bằng ra hai biên. Được chưa? Đây là đi từ cân bằng ra hai biên. Đấy, thì là chậm dần. Các bạn nhớ nhá, không được nhầm. Ok chưa? Phạm Xuân Tiến à, tại sao câu 8 là C ạ? À? Câu 8 là tao hỏi giá trị em nhá. Giá trị. Được chưa? Giá trị nhá. V nó lớn bằng trừ A omega, nó bé hơn bằng A omega. Thì cái giá trị nhỏ nhất của nó là trừ A omega. Được chưa? Tức là khi đó V nó bị âm. Mà đạt được cái giá trị trừ A omega nghĩa là tại vị trí cân bằng. Mà V lại âm nữa thì nó phải đi theo trừ âm. Hiểu chưa Tiến ơi? Hiểu chưa Tiến? Đấy, các bạn hiểu chưa? Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Nhanh lên, cố gắng lên 11h15 ta xong nhá. Câu 15 nào. Câu 14 là vẫn có đứa sai à? Cái thằng Khải, với thằng Phạm, thằng Hoàng hay sao? Câu 14 mà lại... Câu 14 mà bắt đầu chọn A cốc. À, cái thằng Khải cơ. Lại nhầm nhanh dần đều, chậm dần đều à, với... Không được dùng khái niệm nhanh dần đều nha, Khải nhá. Dao động điều hòa chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên. À, cân bằng ra biên thì là chậm dần rồi. Đúng chưa? D đúng rồi. Câu 16. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên âm. Nào. Cân bằng ra vị trí biên âm thì cũng là ra biên thôi. Ra biên thì là chậm, chậm dần. Được chưa? Câu 16 vẫn là D luôn nhá. Đúng rồi, rất tốt. Trung Việt Đức Huỳnh A Gia An Nguyễn. Ô, Huyền à? Huyền ơi. Huyền ơi, gái hay trai vậy? Đó, lần này thầy tha nhá Huyền nhá. Còn sai câu nữa là Huyền cắt tóc đi tu Huyền nhá. Câu 17. 17 nào, 17 nào. Đi từ vị trí có gia tốc cực tiểu, tức là x chỉ bằng dương A, đến vị trí có gia tốc cực đại, tức là x chỉ bằng dương A, à bằng âm A. Đấy. Thì vận tốc của vật như thế nào? Các bạn nhớ này. Câu 17 này các bạn đọc thận trọng đề nhá, không có bị nhầm đấy. Đây, thầy gợi ý này. Ví dụ đi từ vị trí là dương A. Được chưa? Đấy, thì khi đi về cân bằng nhá. Thì chỗ này là V bằng 0. Đấy. Và nếu đi theo trừ âm thì V sẽ là trừ A omega. Như vậy là gì? Từ đây đến đây thì V của chúng ta nó sẽ là giảm dần. Các bạn nhớ cho V giảm dần. Đấy. Khi đi từ cân bằng mà đến đây, đúng không? Thì V tiếp tục, đúng không? Có giá trị thay đổi từ trừ A omega về 0. Như vậy là từ trừ A omega lên 0 ấy thì V lại tăng dần. Về mặt giá trị các bạn nhé. Về mặt giá trị. Được chưa? Một cái là giảm dần từ 0. Được chưa? Xuống trừ A omega. Đấy. Còn một cái là tăng dần giá trị từ trừ A omega. Đúng không? Lên tới mấy? Lên tới 0. Đấy, như vậy là ở đây đi từ biên dương về biên âm thì cái giá trị của V đầu tiên nó sẽ là giảm rồi lại tăng. Đây là 17A. Ok, đúng rồi. Minh Ánh, Kim Tuyền, Gia An. Ok, Lập Minh 17A. Tốt rồi đấy.
tốt dần rồi đấy. Câu 18 các bạn ơi, câu 18. Các bạn đề rất dứt khoát. Đúng rồi, ra ăn nếu ngược lại thì là nếu bạn đi từ pin âm về pin dương. Đúng rồi, ra ăn thì nó sẽ là tăng rồi lại giảm. Đúng rồi. Gợi ý thêm này. Nếu như mà đi từ đây về, đúng không? Từ đây về đây thì V lại sẽ tăng dần từ 0, đúng không? Lên A omega. Thì không lên A omega thì giờ V nó sẽ là nhanh dần. Đấy. Được chưa? Tăng dần đấy. Đúng chưa nào? Còn từ đây mà về đây, đúng không? Thì lại giảm về 0 thì V lại giảm dần. Đấy. Các bạn nhớ nhé. Như vậy trường hợp mà đi ngược lại thì sẽ là tăng rồi lại giảm. Đấy. Câu 18. Vận tốc của một vật ra đồ hòa phát biểu nào sau đây là sai? Câu 18 này các bạn. V biến thiên điều hòa, đúng. V có giá trị dương nếu vật chuyển động từ pin âm về cân bằng. Từ pin âm mà về cân bằng. Tức là theo chiều dương, đúng không? Theo chiều dương thì là V lớn hơn 0. Đúng chưa? Nó đi từ đây về. Đấy. Được chưa? V nó dương vì đi theo chiều dương mà. Như vậy là đúng, đúng không? Đấy. Khi vận tốc và ly độ cùng dấu thì vật chuyển động nhanh dần. Đúng hay sai? Cái này là sai này. Vậy là 18C. Ai các bạn comment nay, các bạn comment nhiều quá. Đâm ra là thầy không kịp đọc hết được. Được chưa? Câu 18C, đúng rồi đấy các bạn. Được chưa? À, các bạn nhớ cái tính chất nhanh dần chậm dần nhá. Nhanh dần chậm dần. Nhớ này. Nhanh dần thì xv sẽ bé hơn 0. A nhân v sẽ lớn hơn 0. Đấy. Còn chậm dần, các bạn cũng nhớ thầy luôn, là xv sẽ ngược lại, đúng không? Lớn hơn 0. Còn AV sẽ bé hơn 0. Chứng minh dễ thôi mà. Chứng minh dễ thôi. Thầy lấy ví dụ một cái nhé. Bạn có thể tự đánh dấu, bạn thấy ngay này. Ví dụ đi từ đây về đây. Được chưa? Là chậm dần. Vâng, thì bạn thấy này. Xét tới vị trí bất kỳ ở đây, đúng không? Đấy. Thì tao có V này hướng theo hướng này. Được chưa? Còn vị trí M ở đây thì tao có là V là âm. Đấy. X thì nó là dương. Đúng chưa? X dương thì A lại gì? A lại âm. Đấy. Từ đây bạn suy được ngay thầy, đúng không? Là XV bé hơn 0. Còn AV thì lớn hơn 0. Đấy. Đây là một ví dụ cho bạn trường hợp chậm dần. Các chỗ khác các bạn tự chứng minh tương tự với thầy. Nhá. Ok chưa? Câu D là câu đúng, đúng không? Là vì nó đi từ vật chuyển động về cân bằng mà. Nó cân bằng thì AV là dương. Đấy. Như vậy là AV cùng chiều, đúng không? Câu 19 các bạn ơi, 19 nào. Hôm nay học trăm nhỉ? Hôm nay các bạn học trăm thế. Hiểu bài là sướng à? À, các bạn hiểu được bài chưa? Nào tất cả các bạn đang comment đây nào, các bạn hiểu hết được cái thầy tất cả các cái tính chất từ vật lý cho đến toán học của các đại lượng trong rộng điều hòa. Các bạn hiểu được hết chưa? Chắc là giờ không sợ nữa, đúng không? Bây giờ chỉ còn phần bài tập nữa, đúng không? Phần bài tập thì tối mai nhờ. Các bạn comment đi, cái phần bài tập phần lý thuyết này ổn chưa? Ổn hết chưa? Xem có còn sai nữa không nào? Khải vẫn còn chưa à? Lại chém gió rồi. Câu 19, chọn phát biểu đúng. Gia tốc của vật đổi chiều khi vật có ly độ cực đại. Gia tốc đổi chiều ấy, đổi chiều là khi A bằng 0 thì xảy ra là khi x bằng 0. Và là câu này là câu sai này. Được chưa? Sơ sơ là cũng giỏi rồi đấy. Câu B nào. Cùng chiều nhau khi vật chuyển động về cân bằng, đúng không? Vậy là 19B đúng rồi. Được chưa? Là vì nhanh dần. Đấy, nhanh dần thì đương nhiên là AV là lớn hơn 0. Các bạn nhớ nhá. Tiếp tục. Câu 20.
Câu 20. Tuy nhiên câu lại là sai rồi đúng không? Gia tốc là luôn hướng về cân bằng đúng không? A. Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Đấy. Thế là ra xa vị trí cân bằng thì nó chậm dần. Chậm dần thì AV nó bén không, tức là AV nó trái chiều nhau. Để cho câu 20 các bạn. Vector gia tốc của chất điểm có A nhé, A. Đấy. Thứ nhất, độ lớn cực đại ở biên, chiều luôn hướng ra biên. Sai rồi này. Chiều nó hướng về vị trí cân bằng mới đúng. Đấy, vậy là A phải loại này. Độ lớn cực tiểu khi qua cân bằng. Đúng. Được chưa? Luôn cùng chiều với vector vận tốc không. Còn vẫn chưa biết là nhanh dần hay chậm dần đúng không? Vậy câu này cũng sai. Đấy. Có độ lớn không đổi, sai. Độ lớn biến thiên điều hòa cơ mà. Độ lớn của A bằng omega bình độ lớn của X. X biến thiên điều hòa thì A biến thiên điều hòa về mặt độ lớn. Thế câu C là sai, là câu D. Ok, các bạn làm đúng rồi đấy, tốt. Nào, câu 21. Bây giờ mình sang cái vấn đề nhận biết về pha. Được chưa? Các câu nhận biết về pha. Được chưa? Đấy, để mình ôn lại phương trình với thầy. Bây giờ cái này chắc là không ai sai rồi đúng không? Nào, tích cực comment thầy nào. Hôm nay thầy live muộn mà. Hôm nay thầy mà live được lúc 8 rưỡi thì học đến 10 rưỡi. Nhưng mà vì thầy live lúc 9 rưỡi thì phải học đến 11 rưỡi. Mà buổi thầy live thì 2 tiếng thôi. Chúng ta đang còn thời gian mà. Tội là hôm nay là thầy live muộn nên các bạn phải thức hơi khuya. Nên giờ này có nhiều bạn buồn ngủ. Thì bạn nào buồn ngủ thì ngày mai xem lại thầy cái đoạn chưa xem được nhá. Đúng rồi, pha ban đầu. Ở đây bạn nhớ khi đánh giá về pha này. Cái thằng này dương chưa? Cái này dương rồi. Thì pha nó chính là cả cái này. Nhưng mà pha ban đầu thì cho T bằng 0 ra cái này nhá. Đấy, B. 22 các bạn ơi, 22. 22. Người ta hỏi pha ban đầu có vận tốc. Nào câu 22. Bạn nào mà chọn B là sai nhá. Được chưa? Đây là dấu trừ. Nó bé hơn 0 thì bạn đưa dấu trừ vào trong thì sẽ là 6 cos omega t cộng với b trên 3. Thì bạn có thể là cộng b hoặc bạn bớt đi b đều được. Đấy không? Nếu bạn mà trừ đi b thì là trừ 2 b trên 3 của đáp án C. Còn nếu là cộng thì cộng 4 b trên 3. Không có cái nào, chọn C. Đấy. À, thì hóa ra bọn này hôm nay là cố ham hố thức để lấy tài liệu cái gì? Gớm nhờ. Hóa ra là hôm nay giả nai đúng không? Để lấy tài liệu của thầy Vượng đúng không? Bắt đầu rồi mai bỏ không học đúng không? Các bạn ơi đúng như vậy không nhờ? Các bạn comment nào. Còn đúng là chỉ cần ham lấy tài liệu của thầy Vượng. Hay thôi nhá, thầy phát tài liệu các bạn tự học nhá. Rồi mai thầy không like nữa được không? Các bạn ơi được không? Ai đồng ý? Chỉ lấy tài liệu thôi, còn thầy không like nữa. Ok không? Không à. 23. Cái này là omega dương thì đó là tần số góc các bạn nhé. Mình ánh tiết đi thầy ơi. Thế thì bây giờ thôi cớm nhở. Rồi rồi, nhớ mặt nhá, phải nói trước. Thế thì thầy chơi thế này đi, thầy phát trước một nửa. Thầy phát trước một nửa để đề phòng xem các bạn mai có học không. Không có mai các bạn lại trốn like đúng không? Lại trốn like thì như vậy lại không tốt. Thế thì thầy phát một nửa nhá. Ok không? Phát một nửa. Phát một nửa, mai ai học thì phát tiếp. Ok không? Ok không? Đồng ý không? Hóa ra bọn này nó cũng có mục đích cả. Bọn này gớm mặt lắm. Thôi đăng ký vào lớp VIP của thầy Vượng đi, khổ lắm thôi. Câu 24, động năng. Câu 24 là gì nhỉ? Động năng thì là B các bạn nhé. Cái này thì
hơi khó một tí, thầy giải thích cho các bạn này. Động năng ở chương trình lớp 10 các bạn học rồi nhá. Đây là động năng này. Động năng. Đứa nào đốt nhà thầy đây? Đứa nào đốt nhà thầy đây? Dám đốt, đúng. Cho địa chỉ chẳng đốt được đâu nhá. Đây 1/2 MV bình. Ok chưa? Bây giờ bạn thay vào thầy nhá. Bạn vừa có được thầy V là bằng omega A đúng không? Nhân với sin omega T cộng với phi. Thế là có dấu trừ này. Đấy, sau đó bạn bình phương hết lại thầy. Cho bạn hạ bậc ra thầy đúng không? M omega bình A bình. Đấy, các bạn nhớ thức hạ bậc nhá. Công thức hạ bậc này. Sin bình alpha. Được chưa? Thì nó bằng là 1 trừ cho cos 2 alpha chia 2. Các bạn nhớ nhá. Để thay vào thầy này. Được chưa? Thì cái này sẽ nhân với mở ngoặc này, đúng không? 1 trừ cho cos 2 omega t cộng với 2 phi, đúng không? Tất cả chia mấy? Chia 2. Nó tách ra thầy được hai số hạng không? Đấy là cái mà kiến thức thầy bổ sung thêm. Đấy, những thanh niên nào thức đến bây giờ ấy là có thể loại trừ rất nhiều đối tượng rồi đấy nhá. Học được cái này là có thể là cũng gáy được nhiều cái rồi đấy. Đấy, cos 2 omega t cộng với 2 phi. Đấy. Nếu bạn chưa nó trừ vào trong nhá, nó trừ vào trong thì bạn sẽ cho thành dấu cộng b vào đây. Đấy. Ok chưa? Thế vậy khẳng định này, cái này là hằng số đúng không? Cái này là hàm điều hòa đúng không? Đấy. Thì một hằng số cộng với một hàm điều hòa thì bạn suy ra thầy là động năng nó biến thiên tuần hoàn. Các bạn nhớ nhá, động năng biến thiên tuần hoàn. Đấy. Được chưa? Mặc dù là biến thiên tuần hoàn nhưng mà đã là tuần hoàn thì nó vẫn có tính chu kỳ mà. Nó vẫn có tính chu kỳ và có tần số góc. Omega phẩy là 2 omega đây các bạn này. Đấy. F phẩy sẽ gấp đôi đúng không? Đấy, gấp đôi F của x của V của A. Đấy, còn chu kỳ T phẩy của nó thì sẽ bằng một nửa chu kỳ của hàm điều hòa XVA. Các bạn nhớ nha. Đây. Đấy. Ok chưa? Đây là thầy nói trước cho các bạn. Và tất nhiên đã là động năng ấy thì nó luôn luôn dương các bạn nhá, luôn luôn dương. Và nó cũng biến thiên điều hòa nó cũng có biên độ này. Đây là biên độ của động năng các bạn nhá. Biên độ động năng, được chưa? Còn bạn biết được là V kép D max. Khi và chỉ khi là V nó max đúng không? V nó max, độ lớn của V là max. Tức là bằng A omega đấy. Thì bạn sẽ quyền động năng max là chính là bằng 1/2 M omega bình A bình đây. Được chưa? Đạt được là tại vị trí cân bằng. Là vì độ lớn vận tốc nó cực đại thì cũng là qua vị trí cân bằng. Đấy, các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Hello thầy Tài nhá. Ô thầy Tài đang còn theo dõi thầy Vượng Lai không? Hôm nay thầy Tài không lai hóa nhở? Bạn nào mà học hóa thì có thể tham khảo bên video của thầy Tài nhá. Học hóa thầy Tài hơi bị đã đấy. Thầy Tài cũng dạy rất chi là tỉ mỉ và đầy đủ giống thầy Vượng đấy các bạn nhé. Các bạn học hóa thầy Tài bạn sẽ biết ngay thôi mà. Bạn nào chưa học hóa thầy Tài thì qua nhóm của thầy Tài. Không thể kích vào thầy, cá nhân của thầy Tài đấy. Để chưa? Để xem các video lai hóa của thầy Tài. Thầy Tài cũng là người lai rất là kỹ và rất là đầy đủ bản chất. Để chưa? Các bạn học chắc được cái nền tảng bản chất của lý và của hóa thì các bạn sẽ không bao giờ bị sai ngu. Và bạn có thể phát triển được nhiều cái. Chợ đặc biệt là chinh phục 9 cộng rất là dễ. Muốn làm cái gì làm bạn phải có gốc dễ trước. Các bạn nhớ nhá. Bây giờ gốc dễ mà không chắc thì đừng có học cái khó. Chưa? Thì thầy Tài với thầy Vượng là đều like cái nền tảng bản chất chắc cho các bạn đã. Được chưa? Rồi sau đó bọn thầy sẽ phát triển cho các bạn những kỹ năng xử lý những bài tập nâng cao. Là bài tập 8 cộng và 9 cộng. Cung cấp cho bạn công cụ để bạn xử lý. Chứ không có dạy học mẹo đâu. Mẹo không đối phó được cái gì đâu nhá. Bộ không bao giờ ra đề mà bạn dùng mẹo chơi đâu. Đấy. Đây các bạn đã chịu khó vào nhá, xem like cẩn thận nhá. Đặc biệt là like có thể dựng một thể tài, đừng bao giờ bỏ sót một like nào nhá. Tiếp tục câu 25 nhá các bạn nhá, câu 25. Thầy Vượng mà dạy lý thì chẳng ai hiểu thầy Tài ạ. Câu 25. Câu 25 các bạn comment là gì nhỉ? Đố thầy Tài câu 25 này, đố thầy Tài câu 25 này. Thầy Tài đâu, thầy Vượng mấy lần thầy Tài lai hóa thầy Vượng trả lời đúng rõ nhiều. Rồi đố thầy Tài câu 25 thầy Tài không biết đâu. Kim Tuyền. À, ok. Rồi, biểu thức của ly độ, đúng rồi. À, 25A. Câu 26 thì sao? Câu 26 nào.
Nào câu 26 đi các bạn ơi, rồi câu 25 dễ rồi, sang câu 26 đi. Câu 26 này đứa nào mà sai thì thôi nhá, mai đừng ăn cơm nhá, phải nói trước. Câu 26 đứa nào mà sai mai đừng có ăn cơm, đừng có nói chuyện với người yêu nữa nhá. Phải nói trước. Câu 26. Mạnh dạn theo số đông, thầy tài khôn thế, bọn chọn xong thầy mới chọn. Ô thầy tài chơi bẩn nhờ. Rõ ràng là sửa xong thầy tài mới chọn, thầy tài nó không được rồi. Câu 26 có bạn chọn D, có bạn chọn C. Đứa nào mà chọn sai câu này thì nói trước, ngày mai xác định đi, một là nhịn đói nhá, hai là chia tay người yêu đi. Được chưa? Nào động lượng, các bạn nhớ lại động lượng nha. Cái chương trình lớp 10 bạn học rồi, động lượng đúng không? Đó là tích của khối lượng nhân với vector vận tốc V. Vậy thì động lượng và vận tốc là cùng pha với nhau nhá. Ok chưa? Đấy. Vậy thì pha của động lượng chính là pha của vận tốc. Mà đây là pha của lực. Các bạn nhớ cho pha của lực. Thì pha của lực cũng chính là pha của đa tốc. Để cho vì F và A là cùng pha nhau. Đấy. Vậy thì pha của gia tốc, pha ban đầu của gia tốc A thì nó nhanh pha hơn pha ban đầu của vận tốc V một góc là B trên 2. Vậy thì đương nhiên là pha của lực, được chưa, nó cũng sẽ nhanh pha hơn pha của động lượng một góc là B trên 2. Các bạn nhớ chưa? Đấy, nhớ nhá. Vậy ta có được ngay đáp án nó sẽ là phi trừ cho B trên 2. C. Đúng rồi, 26C. Nãy bạn nào mà chọn D đấy thì mai chia tay người yêu đi. Không có người yêu thì mai nhịn đói đi. Nhá, nhịn đói đi. Ôi, còn nhiều thế nhở? Còn nhiều quá các bạn ạ. Để thầy xem nào. Đây thầy để 50 câu. Thôi rồi, coi như là bài tập về nhà. Bài tập về nhà mai sửa. Bây giờ thầy sửa nốt nhá. Thầy sửa nốt nốt các bạn ơi, có học được không? À, có còn học được nữa không? Hay là ra bài tập về nhà nhá. Ra tập về nhà cho các bạn nhá. Để cho các bạn tự làm tiếp đúng không? Để chứng minh năng lực của mình nhá. Rồi mai thầy sửa được không? Mai chúng ta kiểm tra bài tập về nhà 15 phút đầu. Ok không? Đồng ý không? Được chưa? Bây giờ ai thích lấy tài liệu nào? Rồi bây giờ lấy tài liệu nha. Phát tài liệu. Phát tài liệu. Bây giờ lấy tài liệu nha. Lấy tài liệu này. Bây giờ điều kiện để lấy tài liệu đúng không là những bạn còn xem live đến bây giờ và comment rất là nhiều, được chưa? Đấy, thứ nhất là còn lại đến bây giờ nhá, còn trụ lại đến bây giờ, được chưa? Đấy, hay là comment rất rất tích cực, nãy giờ rất chi là chăm học, được chưa nè? Coi như là cái điều kiện thứ nhất là chăm, được chưa? Đấy, học đến cuối, được chưa nè? Còn tất nhiên là có điều kiện xe rồi đúng không? Điều kiện xe bài về tường, xe công khai. Nhá, xe công khai. Đấy, xe công khai. Được chưa? Ok chưa? Rồi, nhá. Được chưa? Bây giờ chấm thầy một cái, các bạn thôi chấm hay viết em thầy cũng được. Để chờ em. Được chưa? Comment cho thầy em. Không còn em, nhá. Ok chưa? Thôi, nói đoạn thôi, comment email. Comment email được rồi. Được chưa? Để email. Sáng mai thầy gửi nhá. Sáng mai thầy gửi. Bây giờ thầy đi ngủ đó, thầy cũng mệt lắm rồi. Comment email. Sáng mai thầy gửi. Ok chưa? Đấy. Thôi đừng em, đừng em. Comment email. Không em nữa, không em nữa nhá. Comment email. Có rất nhiều bạn lúc nãy không chịu làm bài tập đúng không? Vào đây ấy, mai thầy lọc đấy, mai thầy nhìn đấy, không đùa đâu. Cái khung giờ thầy sẽ chốt cái khung giờ là 11 giờ 23 giờ 15. Mai thầy sẽ lọc lấy sát cho những bạn từ 23 giờ 15. Được chưa? Để đấy mai thầy gửi nhá, mai thầy gửi. Vì mai thầy còn phải đi ngồi thầy lọc nữa cơ. Không share thì tag nhé, bạn nào không share được thì tag nhé. Không share được tag bạn bè. Trong trường hợp mà không share được nhé,
không share được thì tag bạn bè vào thầy cũng được, tag có thể đến 5 bạn, được chưa? Đấy, thì nếu mà không tag được nhá, nếu mà không tag được nhá thì mời thầy cũng được, mời đến 10 bạn vào trong nhóm, chụp ảnh lại để thầy, được chưa? Mời đến 10 bạn vào trong nhóm nhá, mời 10 bạn vào trong nhóm giúp thầy, ok chưa? Đấy, và chụp thầy cái ảnh để comment là thầy biết ngay thôi mà, chụp ảnh xác nhận được thầy biết, nếu bạn nào mà không share được. Ôi nãy giờ được mấy chục đứa trăm thôi, bọn kia nó ngủ gật hết rồi, để máy trôi nó ngủ gật hết rồi. Ôi bọn này nó giả vờ xem thôi, thực ra nó thì ngủ hết rồi. Lớp VIP thì không cần phải lấy nhá. Lớp VIP thì cái này thầy sẽ gửi trong link rồi, lớp VIP này, lớp VIP thì không cần phải làm gì hết đâu. Lớp VIP thì lấy trong link, được chưa? Lấy trong link, được chưa? Lấy trong link tài liệu của lớp, link driver của lớp nhá. Đấy, được chưa? Còn các bạn khác chú ý giúp thầy này, cái chương trình combo, cái chương trình mà giảm học phí theo nhóm đấy, được chưa? Giảm học phí khóa live VIP theo nhóm nhá, giảm học phí khóa live của thầy đấy, được chưa? Khóa live của thầy, khóa live VIP, được chưa? 9 cộng 8 cộng đều có hết nhá, bao gồm này, tặng sách luyện đề, được chưa? Tặng sách luyện đề, sách luyện đề này thì thầy sẽ gửi qua đường bưu điện vào tháng 12, là vì thầy đang cập nhật rất là nhiều đề thêm cho các bạn và đang phát triển thêm đề, được chưa? Sẽ phát vào tháng 12 qua đường bưu điện cho các bạn. Những thành viên trong lớp VIP chắc chắn là sẽ được gửi sách qua đường bưu điện vào tháng 12, các bạn nhớ nhá, được chưa? Còn các tài liệu khác thì ok, được chưa? Miễn phí mọi tài liệu trong nhóm, miễn phí mọi tài liệu trong nhóm, mọi tài liệu luôn, từ A đến Z cho các bạn. Cái số lượng tài liệu trong nhóm rất là nhiều, đúng không? Mọi tài liệu còn lại, được chưa? Kể cả tài liệu chuyên đề thì đang dạy cho các bạn đây, được cung cấp đầy đủ và được cập nhật thường xuyên nhá. Thì thông thường ấy, nếu là một bạn nhá, nếu là một bạn thì khóa học live VIP nó sẽ là 1.200.000, học tuần 3 buổi trên tuần, học đến lúc thi các bạn nhá, đến lúc thi luôn, được chưa? Còn nếu mà các bạn đăng ký 4 bạn, được chưa? 4 bạn cho đến 7 bạn, 4 đến 7 bạn nhá, thì sẽ được giảm trực tiếp 300k, tức là sẽ còn lại là 900.000 trên một bạn. Đấy, chỉ áp dụng đến hết ngày